Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 108. Giết người cần lý do sao? Nhiều khi, là không cần. Người yếu, người đáng chết. Cái này là thế giới mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, đặc biệt là ở hung vực. Thiện ác, rất nhiều người không có thiện ác, trong nội tâm bọn hắn chỉ có mạnh yếu, đây cũng chính là nguyên nhân vì cái gì trên thế giới có rất nhiều người thích khi dễ kẻ yếu. Ngựa thiện bị người cưỡi, người thiện bị người lấn. Tựa như lúc này, những người kia biết rõ đám người Dương Diệp suy yếu, cho nên bọn hắn muốn giết đám người Dương Diệp. Bởi vì giết đám người Dương Diệp, nhất định có thể được một số tiền của phi nghĩa. Người cầm đầu tốc độ rất nhanh, khí thế cũng cực kỳ mạnh, mặc dù đối phương chỉ là bán thần, nhưng khí thế kia, so với Dương Diệp bái kiến một ít thần giả còn muốn khủng bố. Bên cạnh Dương Diệp, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã sớm dự liệu được một màn này rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên nói. Ta đầu hàng. Đám người Liên Tố Yêu ngây ngẩn cả người. Mà nam tử áo bào xanh vò tới trước mặt Dương Diệp cũng ngừng lại, ở trong mắt hắn cũng mang theo một tia ngạc nhiên, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp có thể như vậy. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị đại chiến A. Dù sao người có thể tới hung thành, khẳng định đều có chút tâm huyết KT, sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng hắn không nghĩ tới người trước mắt trực tiếp đầu hàng. Ba người sau lưng nam tử áo xanh cũng ngừng lại, trong con mắt của bọn họ giống như nam tử áo xanh, có một tia ngạc nhiên. Mà cách đám người Dương Diệp không xa, nữ tử mặt nạ cùng lão giả cũng nhìn về bên này. Lão giả nhíu mày, hắn nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Mà nữ tử thì đánh giá Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Lúc này, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cầm nạp giới cùng cổ sao ra. Các ngươi chỉ cầu tài, vậy thì tốt, ta cho các ngươi. Ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng không muốn chúng ta cùng các ngươi liều chết chiến một trận A. Nam tử áo xanh đánh giá Dương Diệp một cái. Ngươi nghiêm túc. Chắc chắn 100%. Dương Diệp nói. Nói thực ra, nếu như là trước kia, bốn người chúng ta hoàn toàn không sợ các ngươi, nhưng hiện tại, huyền khí trong cơ thể chúng ta đã 10-9, căn bản không cách nào cùng các ngươi chiến một trận. Cho nên chỉ có thể vứt tài bảo vệ tánh mạng, dù sao chỉ cần người còn. Về sau bao nhiêu tài phú đều có thể lợi nhuận về, người nói đúng không? Nói cũng đúng. Nam tử áo xanh nói. Nhưng sao ta cảm thấy người đang đùa nghịch âm mưu nhỉ? Dương Diệp biểu lộ hơi cương, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nói như vậy, người lựa chọn muốn tài lại muốn mệnh rồi. Nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ném tài vật tới. Sự ra khác thường tất có yêu dị. Cẩn thận một chút là không có sai. Dương Diệp nhún vai, sau đó tay phải ném đi, nạp giới cùng cổ sao trực tiếp bay đến trước mặt nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhìn về phía nạp giới cùng cổ sao, vốn hắn là muốn trước kiểm tra nạp giới, nhưng khi thấy cổ sao, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là bảo vật nguyên cấp. Thanh âm nam tử áo xanh khẽ run, nói xong hắn tự tay cầm cổ sao. Nhưng thời điểm hắn cầm cổ sao đột nhiên bộc phát ra kiếm quang sáng chói, sau đó kiếm tổ trực tiếp ra vỏ. Xuy, tay phải của nam tử áo xanh bị phách thành hai nửa, mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nam tử áo xanh. Sặc, kiếm tự động vào vỏ, sau đó hóa thành kiếm quang bay đến trong tay Dương Diệp. Sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém. Nam tử áo xanh hoảng hốt. Thời khắc mấu chốt. Hắn dùng một tay còn lại mang theo một đạo ánh sáng màu xanh ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Bành! Xuy! Ở trong ánh mắt của mọi người, một nửa cánh tay mang theo cột máu quẳng ra ngoài, mà nam tử áo xanh thì cả người bay ngược, máu tươi như nước suối từ trong miệng, cùng với tay gãy phun ra, cực kỳ huyết tinh. Mà lúc này, ba nam tử khác cũng kịp phản ứng, sắc mặt ba người âm trầm, sau đó lao về phía Dương Diệp, nhưng rất nhanh, Liên Tố Yêu chắn ở trước mặt bọn hắn. Lúc này Liên Tố Yêu cực kỳ hưng phấn, bởi vì Dương Diệp xuất thủ. Trước kia nàng kỳ thật có chút lo lắng Dương Diệp ly khai, nếu nói như vậy, ba người bọn họ nhất định là chiến không lại đám người nam tử áo xanh. Nhưng Dương Diệp không có đi, tuy phương thức xuất thủ có chút kỳ lạ, nhưng tốt xấu cũng xuất thủ. Có Dương Diệp, Liên Tố Yêu cực kỳ tin tưởng. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, nếu như Dương Diệp bạo lộ thân phận, những sự tình hắn đã làm bị những người này biết mà nói.
những người này tuyệt đối không dám tới tìm bọn hắn phiền toái. Nhưng đáng tiếc, Dương Diệp muốn ít xuất hiện, bất quá cũng may, Dương Diệp xuất thủ. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi đi về phía nam tử áo xanh. Không thể không nói, thực lực của nam tử áo xanh có chút vượt qua Dương Diệp đoán trước. Bởi vì đối phương cứng rắn trúng một trảm thiên bạt kiếm thuật, vậy mà còn chưa chết. Có thể tưởng tượng, nếu như trước kia không sử dụng mưu kế, muốn giải quyết đối phương, chỉ sợ sẽ tốn không ít thời gian. Tuy nam tử áo xanh không chết, nhưng đối phương đã cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử áo xanh, nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp. Người đùa nghịch lừa dối. Hắn có đoán trước Dương Diệp muốn đùa nghịch lừa dối, bởi vậy hắn thời khắc đề phòng Dương Diệp, chỉ cần Dương Diệp hơi có dị động, hắn có thể lập tức làm ra phản kích. Nhưng hắn không ngờ, động thủ trước không phải Dương Diệp, mà là kiếm trong cổ sao. Lật thuyền trong mương rồi. Có muốn sống không? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Nam tử áo xanh trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Giao ra một tia hồn phách, có thể còn sống. Làm khôi lỗi của ngươi. Thần sắc nam tử áo xanh âm trầm lên. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta. Xùy. Một đạo kiếm quang lóe lên, thanh âm của nam tử áo xanh im bặt, hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta lời còn chưa nói hết, ta nguyện. Lời còn chưa nói hết, đầu hắn nghiêng một cái, trực tiếp lăn xuống cổ. Máu tươi như trụ. Nói còn chưa hết lời. Dương Diệp lắc đầu. Ai kêu ngươi không nói nhanh một chút, kiếm của ta rất nhanh a. Nói xong, phải tay hắn khẽ vẫy, nạp giới trên ngón tay nam tử áo xanh bay tới. Nhìn lướt qua nạp giới, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới trong nạp giới, tiên tinh thạch vậy mà khoảng chừng hơn 10 vạn. Hơn nữa trong đó còn có hai thanh dao găm hư cấp. Bảo vật hư cấp với hắn mà nói, còn là rất hữu dụng, hơn nữa coi như mình không cần, cũng có thể cho đám người đế nữ. Cất kỹ nạp giới, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử mặt nạ xa xa, đối phương cũng đang nhìn hắn, Dương Diệp không có để ý đối phương, mà đi về phía ba nam tử đang giao thủ với đám người Liên Tố Yêu. Lúc này đám người Liên Tố Yêu đã hoàn toàn bị ba tên nam tử áp chế. Thực lực đám người Liên Tố Yêu tự nhiên không kém ba tên nam tử kia, nhưng không có biện pháp, một buổi tối chống cự vụ chướng, tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy lúc này bọn hắn có chút lực bất tòng tâm. Xa xa, phát giác được Dương Diệp đi tới, ba người kia kinh hãi, sau đó không có do dự chút nào, quay người thân hình lóe lên, biến mất ở xa xa. Dương Diệp sửng sốt, mình đáng sợ như vậy sao? Dương Diệp cũng không có đi truy ba người kia, bởi vì hiện tại hắn cũng cần thời gian đến khôi phục huyền khí. Lúc giữa chưa phải đi vào hung vực, khi đó hắn nhất định phải để cho mình ở trạng thái đỉnh phong. Nơi này có vô số người, hơn nữa hung vực hung hiểm khó lường. Nhất định phải cẩn thận. Đa tạ. Lúc này Liên Tố Yêu nhìn về phía Dương Diệp, lời cảm tạ ngược lại là thật tâm. Trước kia Dương Diệp hoàn toàn có thể từ mình đi, dùng thực lực của hắn, muốn đi mà nói, là hoàn toàn dư sức, nhưng hắn không đi. Dương Diệp cười cười. Việc nhỏ. Hắn không phải người cổ hủ, ở địa phương này, nhiều mấy bằng hữu sẽ tốt hơn nhiều mấy địch nhân. Thực lực đám người Liên Tố Yêu không bằng hắn. Nhưng thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Tựa như vừa rồi, nếu như không phải ba người kiềm chế, hắn muốn giết nam tử áo xanh, khả năng không lớn, trừ khi là bạo lộ lá bài tẩy của mình. Mà đối với át chủ bài, bây giờ Dương Diệp có thể giữ sẽ giữ lại. Hắn tin tưởng, đám người Liên Tố Yêu khẳng định cũng có lá bài tẩy, phải nói, tất cả mọi người đều có lá bài tẩy, nếu quả thật muốn sinh tử đại chiến, xem đúng là ai nhiều át chủ bài hơn nữa. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian khôi phục thoáng một phát, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất tiến vào hung vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu, rất nhanh, bốn người xếp bằng, bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên tinh thạch. Hung thành rất yên tĩnh, phải nói là yên tĩnh im ắng, có chút giống như tử thành. Người có một ít, nhưng tất cả mọi người đề phòng lẫn nhau, ngoại trừ tiểu đoàn thể, mọi người cơ bản không chào hỏi, không di động. Tất cả mọi người đang đợi, đợi buổi trưa tới. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, nắng xuân rực rỡ, ở dưới mặt trời chiếu rọi, vụ chướng trong thành càng phai nhạt. Lúc này, lão giả xa xa một mực ngồi xếp bằng đột nhiên đứng lên, sau đó biến mất, ngay sau đó, nữ tử mặt nạ cũng đứng dậy, biến mất ở xa xa.
chúng ta cũng đi thôi. Liên Tố Yêu nói xong, đứng dậy đi về phía trước. Dưới sự dẫn dắt của Liên Tố Yêu, mọi người đi tới chính giữa hung thành, tại đó có một bệ đá cực lớn, ở trên bệ đá, có một khe hở u ám, lúc này vô số khí lưu màu xám đang tràn ra. Cái này là kết giới tiến vào hung vực. Bên cạnh Dương Diệp, Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía kết giới kia, ở bên cạnh kết giới, có một lão giả, từng người đi vào đều trước cho lão giả một nạp giới. Không cần phải nói, đây là phí vào cửa. Mà phí vào cửa, thật sự là có chút dọa người, lại muốn 3 vạn viên tiên tinh thạch. 3 vạn viên tiên tinh thạch. Thạch gia thật biết kiếm tiền. Dương Diệp lắc đầu. Cái này so với cướp bóc còn lợi nhuận hơn a. Vừa rồi đoạt 10 vạn viên, hiện tại đảo mắt giao ra 1/3. Bởi vì không biết chừng nào thì bắt đầu, kết giới này xảy ra chút vấn đề, cho nên sau khi đi vào, là tùy cơ hội truyền tống, cho nên chính ngươi cẩn thận, chớ khinh thường. Lúc này Liên Tố Yêu đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tùy cơ hội truyền tống. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tốt. Rất nhanh đến 4 người Dương Diệp, sau khi giao tiên tinh thạch, 4 người tiến nhập kết giới. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. A, à, thời điểm Dương Diệp mở mắt, một tiếng kêu thảm thiết ở sau lưng Dương Diệp truyền đến. Ngay sau đó, Dương Diệp biến sắc, tóc gáy toàn thân dựng lên. Tíu tíu. Một âm thanh kỳ dị đột nhiên ở sau lưng Dương Diệp vang lên, thanh âm này cực kỳ khủng bố, bởi vì lúc này Dương Diệp cảm giác đầu của mình muốn nổ tung ra, không chỉ như thế, linh hồn của hắn ở thời khắc này, thậm chí có chút sợ run. Đây là cái gì quỷ? Dương Diệp không có thời gian nghĩ nhiều, quay người rút kiếm chém. Xuy. Kiếm rơi xuống, không gian run rẩy kịch liệt, nhưng một kiếm này lại rơi vào khoảng không. Ở trước mặt Dương Diệp, cái gì cũng không có. Thần sắc Dương Diệp càng ngưng trọng, hắn nhìn lướt qua 4 phía, hiện tại hắn mới phát hiện, trong này vụ trướng so với hắn dự liệu còn muốn khủng bố. Tầm nhìn chỉ không đến nửa trượng, ngoài nửa trượng, cái gì cũng không thấy. Có thể nói, vụ trướng đây so với dung thành đêm khuya còn muốn đậm đặc hơn một ít. Mà đây là giữa trưa, nếu như đến đêm khuya, vụ trướng sẽ khủng bố như thế nào? Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó tay khẽ động. Một cuốn đồng xuất hiện ở trên tay hắn, cuốn đồng này là trước kia tiến đến, lão giả Thạch ra cho hắn, phải nói từng người tiến vào đều có. Đây là một quyển trục truyền tống, chỉ cần bóp nát, là có thể đi ra ngoài kết giới. Nguyên bản hắn không nghĩ qua đi ra ngoài, dù sao hắn đối với mình vẫn có tin tưởng. Nhưng hiện tại, trong này thật sự quá không bình thường. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu quyển trục lại, sau đó tay phải hắn vung lên, thả đại hắc ra. Khi đại hắc chứng kiến tràng cảnh xung quanh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó Dương Diệp trông thấy, ở trong mắt đại hắc xuất hiện kiêng kỵ nồng đậm, ngoại trừ kiêng kỵ, còn có một tia hoảng sợ. Rất nhanh, nó muốn chui vào trong cơ thể Dương Diệp, bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Chỉ cần hắn không muốn, người khác đừng nghĩ vào Hồng Mông Tháp. Nhìn thấy Dương Diệp ngăn cản, trong mắt đại hắc lập tức lộ ra một tia khẩn cầu. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Diệp càng ngưng trọng. Trước kia hắn hiểu rõ, đại hắc cùng tiểu hắc là vị thành niên, đúng, hai hung thú kỳ thật cũng không phải hung thú trưởng thành. Tuy không phải hung thú trưởng thành, nhưng thực lực của bọn nó tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Có thể nói, ở vị diện này, người có thể giết bọn nó thật sự rất ít. Nhưng chúng đối với nơi này lại kiêng kỵ cùng sợ hãi như thế. Nói cách khác, nơi này có tồn tại càng kinh khủng hơn chúng, hơn nữa không phải khủng bố hơn một chút. Tuy lúc này hình thể đại hắc biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn lớn hơn Dương Diệp vài lần, bởi vậy Dương Diệp không thể không bay lên trời, sờ đầu đại hắc, sau đó nói khẽ. Ngươi sợ cái gì? Đại hắc trầm mặc một hồi lâu, sau đó nó giơ một cái móng vuốt lên huy vũ. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, lại nữa. Trước kia Tử Điêu như vậy, Tiểu Bạch cũng như vậy, hiện tại Thiên Ma Lang cũng như vậy, kỳ thật cũng rất bình thường. Cũng không phải tất cả huyền thú đều nói tiếng người. Đặc biệt là đại hắc trước kia rất ít nhìn thấy người, trước kia chúng ở hung vực, căn bản chưa từng thấy người nào. Hơn nữa, huyền thú cũng không thích nói tiếng người, giống như nhân loại, có người nào thích đi nói tiếng thú sao? Ngoại trừ Dương Diệp. Bất quá hắn không phải nói thú ngữ, hắn là hiểu thú ngữ. Một lát sau, Dương Diệp minh bạch ý tứ của đại hắc.
ý của nó là, ở đây rất nguy hiểm, hơn nữa bảo hắn nhanh ly khai. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Ta không thể ly khai, ta muốn đi u ám xâm lâm, người có thể mang ta đi không? Cái địa phương quỷ quái này, khắp nơi đều là vụ chướng, muốn đi u ám xâm lâm, chỉ có để cho đại hắc dẫn đường. Bằng không thì muốn hắn lục lọi, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến u ám xâm lâm. Nghe được Dương Diệp nói, đại hắc vội vàng lắc đầu, sau đó vung chảo. Đây là đang nói cho Dương Diệp, để cho hắn đi mau. Dương Diệp không có cường hành lệnh đại hắc, dù sao đối phương là vì tốt cho hắn. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói. Còn nhớ đại gia hỏa lúc trước bắt các ngươi không? Cùng kỳ. Trong mắt đại hắc lập tức lộ ra kiêng kỵ, tuy nó cũng là hung thú, nhưng rất rõ ràng, cấp bậc không cao như cùng kỳ. Lúc trước cùng kỳ dùng một địch hai, cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào. Hơn nữa quan trọng nhất là, trạng thái của cùng kỳ lúc đó cũng không tốt, không chỉ như thế, thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nói tóm lại, đối với cùng kỳ, hai con thiên ma lang vẫn còn có chút e ngại. Dương Diệp nói, trong này có tồn tại lợi hại hơn nó không? Đại hắc trầm mặc, giống như so sánh, trầm mặc một hồi, ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, đại hắc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, hai tay Dương Diệp bất chi bất giác nắm. Lại, tồn tại còn muốn khủng bố hơn cùng kỳ. Đó là một địa phương quỷ gì? Lúc này đây, Dương Diệp là chân chính nhận thức, chỗ này, không phải không chủ quan là được, tại đây, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Bằng không thì, khả năng thật sự trở về không được. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đại hắc, hắn nói cho đại hắc tại sao mình muốn tới nơi này. Đối mặt với đại hắc cùng tiểu hắc, hắn tự nhiên không thể quá cường thế, bởi vì như vậy, khẳng định làm cho hai gia hỏa này sinh tâm phản loạn. Tốt nhất là cùng chúng làm tốt quan hệ, ví dụ như cùng kỳ. Quan hệ tốt rồi, về sau hắn không cần ra lệnh, chúng cũng sẽ ra ngoài giúp hắn. Đại hắc trầm mặc rất lâu, sau đó gật đầu một cái, đáp ứng mang Dương Diệp đi. Kỳ thật Dương Diệp muốn cùng đám người đại hắc đánh tốt quan hệ. Đám người đại hắc cũng muốn cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ, hiện tại chúng bị Dương Diệp quản chế, cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ, đây tuyệt đối là có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa hiện tại chúng đối với bị Dương Diệp buộc ở bên người, đã không quá phản cảm rồi. Bởi vì Hồng Mông Tháp, kỳ thật chúng rất ưa thích ở trong Hồng Mông Tháp. Bất quá điều kiện tiên quyết là Hồng Mông Tháp không khó chịu chúng, bằng không thì ở bên trong không phải thiên đường, mà là địa ngục. Không có lãng phí thời gian. Thân hình Dương Diệp khẽ động, cưỡi ở trên người đại hắc, bị Dương Diệp cưỡi, tuy đại hắc vẫn có chút không tình nguyện, nhưng cũng không cự tuyệt. Dù sao đã bị cưỡi qua, lại tới một lần giống như cũng không có gì. Cứ như vậy, một người một sói bắt đầu tiến lên. Đại hắc đi hơi chậm, đối với cái này, Dương Diệp bảo nó đi nhanh một chút, nhưng nó lại lắc đầu. Rất nhanh, trải qua một phen trao đổi, Dương Diệp minh bạch vì cái gì nó đi chậm. Ở đây. Đồ vật nguy hiểm rất nhiều, không thể làm ra động tĩnh lớn, bằng không thì sẽ hấp dẫn rất nhiều đồ vật nguy hiểm tới. Hiển nhiên, những đồ vật nguy hiểm này đối với đại hắc đều là có uy hiếp. Trên lưng đại hắc, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía, đối với vừa rồi đột nhiên xuất hiện tiếng kêu chói tai, hắn lòng còn sợ hãi, nguyên nhân chủ yếu là hắn ngay cả cái bóng của đối phương cũng không gặp. Lúc ấy đồ vật thần bí kia nhất định là sẽ ra tay với hắn. Nhưng không biết nguyên nhân gì, đối phương buông tha cho. Có thể là phản ứng của hắn quá nhanh, làm cho đối phương không cách nào đánh lén, cũng có thể là nguyên nhân gì khác. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, đối phương cường đại là không thể nghi ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện tại hắn là chân chính minh bạch vì sao một ít thần giả không dám đi vào nơi này rồi. Vừa rồi một màn kia, nếu như là thần giả bình thường. Nói không chừng đã bàn giao ở đó rồi. Đi không biết bao lâu, trong mắt đại hắc đột nhiên hung quang thoáng hiện, mà ở trên lưng nó, Dương Diệp cũng cau mày, tay đè chuôi kiếm. Tíu tíu. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai bén nhọn vang lên, thanh âm phảng phất như có lực xuyên thấu, đại não Dương Diệp đau đớn. Sóng âm công kích, khó lòng phòng bị. Dương Diệp vội vàng thi triển kiếm ý, để cho kiếm ý hợp thành một bình chướng vô hình ngăn ở chung quanh. Đầu hơi khá hơn một chút, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Sắc mặt Dương Diệp âm trầm, loại đau đớn này có chút khủng bố, nếu như là thần giả bình thường, bất ngờ không đề phòng, rất có thể thất thần ngắn ngủi.
mà hắn thì sẽ không, bởi vì loại đau đớn này so với kiếm ý cắn trả, quả thực chênh lệch rất nhiều. Ngay cả kiếm ý cắn trả hắn cũng có thể kháng trụ, loại đau nhức này, với hắn mà nói, thật sự chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá, bị đối phương âm thầm nhìn xem, hắn tự nhiên rất không thoải mái, nhưng hắn không cách nào phát hiện tung tích của đối phương, bởi vì những vụ chướng kia có thể ngăn chặn thần thức, mà đối phương lại giấu ở trong đó, rất là bị động. Thời điểm Dương Diệp có chút thúc thủ vô sách, Đại Hắc đột nhiên giơ lên hai cự chảo, sau đó mạnh mẽ vỗ mặt đất. Bành! Giờ khắc này, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt, không chỉ mặt đất, ngay cả không gian cũng run lên kịch liệt, sau đó Đại Hắc há mồm mạnh mẽ giống. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ từ trong cơ thể Thiên Ma Lang tuôn ra, sau đó chấn về phía vụ chướng bị chấn liên tục thối lui, bất quá rất nhanh lại lao qua. Hai mắt Đại Hắc không ngừng quét bốn phía, trong mắt tràn đầy lệ khí, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét. Trên lưng Đại Hắc, Dương Diệp âm thầm gật đầu, không hổ là hung thú, một khi phát huy, vẫn có chút khủng bố. Trải qua Đại Hắc phát huy, lộ trình kế tiếp, Dương Diệp cùng Đại Hắc không có gặp được nguy hiểm gì, cái này chủ yếu là bởi vì Đại Hắc đã tản mát ra khí tức hung thú của mình. Tuy thuận lợi một ít, nhưng thần sắc Dương Diệp lại vô cùng ngưng trọng. Không chỉ Dương Diệp, trong mắt Đại Hắc cũng tràn đầy ngưng trọng và đề phòng. Bởi vì tuy Đại Hắc phát ra khí tức, để cho một ít đồ vật nguy hiểm không dám đơn giản đến tìm phiền toái, nhưng đồng dạng, khả năng cũng sẽ hấp dẫn đồ vật kinh khủng hơn đến. Cẩn thận! Đi tới địa phương quỷ quái này, hiện tại Dương Diệp cảm giác chính là như vậy. Không thể không nói, đây đúng là có chút biệt khuất, ở bên ngoài, dùng thực lực của hắn với Đại Hắc, hạ vị diện ở đâu không thể đi. Nhưng ở chỗ này, bọn hắn lại khắp nơi cẩn thận, sợ đột nhiên xuất hiện gì đó. Đi một hồi, Đại Hắc đột nhiên ngừng lại. Trên lưng Đại Hắc, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn, thời gian dần trôi qua, sương mù chỗ đó bắt đầu khởi động. Một lát sau, không biết nhìn thấy gì, đồng tử Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Thấy cái gì? Một tòa đại sơn, một đại sơn che khuất bầu trời đang nghiền áp về phía bọn hắn. Đại sơn rơi xuống, cho người cảm giác giống như trời sập. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc thân. Hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Đi vào phía chân trời, Dương Diệp rút kiếm chém. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí phá không, trực tiếp bổ vào đại sơn. Xùy! Oanh! Kiếm khí chui vào trong núi lớn, cả tòa đại sơn nứt toác ra, vô số đá vụn bụi bậm bộc phát. Sau đó ở phía chân trời không ngừng bắn tung tóe. Không biết qua bao lâu, phía chân trời dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở trước mặt Dương Diệp và Đại Hắc, nhiều hơn một thạch cự nhân. Hình thể của thạch cự nhân cực lớn, toàn thân là một loại tảng đá màu bạc không biết tên, ở trên hai tay, có một cặp tảng đá làm thành búa. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì tòa đại sơn vừa rồi kia, là gia hỏa này đưa đến. Hắn đối với lực lượng của mình là có tự tin, hắn muốn hủy diệt tòa đại sơn kia, cũng không có gì khó, nhưng muốn hắn rời lên tòa đại sơn kia, lực lượng của hắn tăng lên gấp 3, có lẽ có thể thử xem. Không thể đấu lực lượng với đối phương. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp lúc này. Lúc này Dương Diệp đột nhiên phát hiện, ánh mắt thạch nhân cũng không có nhìn về phía hắn, mà rơi vào trên người Đại Hắc. Trầm mặc một cái chớp mắt, thạch nhân đột nhiên mở miệng. Người tự ý vào thạch sơn, chết. Nói xong, nó đột nhiên giơ một cái búa đá trong tay lên, hung hăng đập về phía Thiên Ma Lang. Búa đá còn lớn hơn Dương Diệp mấy lần, tốc độ cực nhanh, Dương Diệp chỉ thấy bạch quang lóe lên, búa đá đã đi tới trước mặt Đại Hắc. Đại Hắc tự nhiên không cam chịu yếu thế, hai móng mạnh mẽ đập xuống, sau đó thả người nhảy lên, đụng về phía búa đá. Bành! Theo một tiếng nổ vang vang lên, ở trong ánh mắt của Dương Diệp, Đại Hắc lại bị đẩy về vị trí cũ, mà búa đá thì hóa thành một đạo bạch quang về tới trong tay thạch nhân. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, muốn xuất thủ, nhưng Thiên Ma Lang lại nhìn hắn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng xuất thủ. Đại Hắc quay đầu nhìn về phía thạch nhân, sau đó từng đạo gợn sóng truyền về phía thạch nhân. Một lát sau, thạch nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại, lập tức ly khai, nếu không ta để ngươi hóa thành bột mịn. Lúc này Đại Hắc quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó vung vẩy móng vuốt. Một lát sau, Dương Diệp xem như minh bạch chuyện gì xảy ra.
Nơi này là Thạch Sơn, về phần cái gì là Thạch Sơn, hắn không rõ ràng lắm, dù sao nơi này chính là Thạch Sơn, cũng là địa bàn của Thạch Nhân. Thạch Nhân đột nhiên phát động công kích với hắn và Đại Hắc, là vì bọn hắn tiến nhập phạm vi của Thạch Sơn. Mà muốn đi u ám xâm lâm, nhất định phải qua Thạch Sơn, đương nhiên cũng có thể đường vòng, nhưng sẽ tốn hao rất nhiều thời giờ, bởi vì Thạch Sơn này rất lớn, dùng tốc độ của Thiên Ma Lang, muốn tránh qua ngọn núi này, ít nhất cũng cần một ngày. Hơn nữa đường vòng mà nói, có thể sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm. Cho nên Thạch Sơn là lựa chọn tốt nhất, nhưng có Thạch Nhân. Câu thông. Phải hảo hảo câu thông. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Các hạ, chúng ta không có ý mạo phạm ngươi, chỉ là muốn đi ngang qua, mong các hạ cho chút thuận tiện. Chỉ là đi ngang qua thoáng một phát, ta cam đoan. Đại Hắc cũng nhẹ gật đầu, biểu thị cam đoan chỉ là đi ngang qua. Không được. Thạch Nhân âm thanh như sấm, nó đã giơ búa lên nhắm ngay Dương Diệp. Nhân loại, ly khai, nếu không, chết. Đây là không câu thông a. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thạch Nhân, trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên ngồi ở trên người Đại Hắc, sau đó nói. Đã không chào đón chúng ta, vậy thì cáo từ. Nói xong, hắn vỗ vỗ Đại Hắc hiểu ý, quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Thạch Nhân thu búa, nhưng đúng lúc này, Đại Hắc đột nhiên quay người hóa thành một đạo ánh sáng âm u bắn mạnh về phía Thạch Sơn, tốc độ của Đại Hắc cực nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua Thạch Nhân, biến mất ở xa xa. Đường vòng. Dương Diệp không muốn đường vòng, địa phương quỷ quái này vốn đưa tay không thấy được năm ngón, lại đường vòng, không chừng sẽ đi tới nơi nào cũng không biết, hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, đã ở gần đây, vậy tại sao còn muốn đường vòng? Mặc dù đối phương không đáp ứng, nhưng chỉ cần ta chạy nhanh, đối phương có thể làm khó dễ được ta. Về phần Thạch Nhân, thực lực đối phương cường đại, ngay cả Đại Hắc cũng có thể một kích đánh lui. Đủ thấy thực lực của đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên hắn không có lựa chọn dùng sức mạnh với đối phương, dù sao hắn chỉ là mượn đường mà thôi. Đại Hắc xác thực chạy nhanh, trong nháy mắt đã vung Thạch Nhân ở sau lưng. Nhưng qua không có mấy hơi, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, bởi vì một cây búa dùng tốc độ cực nhanh đánh úp lại, trong búa đá ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, lại trực tiếp khóa chặt hắn lại, để cho hắn không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Dương Diệp quay người rút kiếm chém. Bành! Búa đá bị đánh bay ra ngoài, nhưng Dương Diệp cũng bị lực lượng cường đại đánh bay, cái bay này, là hơn 3.000 trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn tay mình, lúc này tay phải hắn đã vỡ ra, không chỉ hổ khẩu, cả cánh tay cũng xuất hiện vết rạn. Lực lượng thật khủng khiếp. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, mặt đất đột nhiên rung rung. Sau đó một cái đầu từ trong đó chui ra, rất nhanh, Thạch Nhân xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp cùng Đại Hắc. Dương Diệp vận chuyển tử khí trong cơ thể chữa trị cánh tay, hắn nhìn Thạch Nhân. Lão huynh, chỉ là mượn đường mà thôi. Nhân loại, chết. Thạch Nhân nói xong, búa mạnh mẽ ném một cái, búa đá dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, bổ về phía Dương Diệp cùng với Thiên Ma Lang. Dương Diệp không có thi triển một kiếm phá vạn pháp. Bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, căn bản phá không được. Không có che giấu, Dương Diệp bước ra một bước, hai cổ ý cảnh kinh khủng lăng không xuất hiện, sau đó hai cổ ý cảnh quấn quanh lẫn nhau, đánh tới búa đá. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, búa đá bị đánh bay, nhưng hai cổ ý cảnh không biến mất, mà tốc độ không giảm oanh về phía Thạch Nhân. Uống! Thạch Nhân đột nhiên gầm lên, sau đó giơ búa đá khác lên mãnh liệt bổ một phát. Oanh! Hai cổ ý cảnh của Dương Diệp ầm ầm lơ vỡ vụn, dự uy tung tóe ở trên người Thạch Nhân, nhưng Thạch Nhân chỉ lui hai bước liền ngừng lại. Mà trên người nó, một chút việc cũng không có, c. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp co giật, phòng ngự của gia hỏa này, so với thiên ma bá thể còn mạnh hơn một ít a. Không có cách nào đánh, bởi vì hắn căn bản phá không được phòng ngự của đối phương, trừ khi hắn thúc dục kiếm thần ấn, tăng kiếm ý lên tới quy nguyên cảnh. Chỉ có như thế, mới có thể mở ra phòng ngự của đối phương. Nhưng về sau làm sao bây giờ, đây là hung vực, không phải thiên vân tinh vực. Ở đây tùy tiện toát ra thứ gì, khả năng đều muốn mệnh của hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Thạch Nhân đang muốn xuất thủ. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Xíu, yêu yêu. Trả lời Dương Diệp chính là một cái búa đá, lúc búa đá đánh tới Dương Diệp,
cao tốc xoay tròn, những nơi đi qua, không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình. Đừng nhìn chỉ là vặn vẹo, nhưng cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết trước kia một đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp ra của Dương Diệp, cũng không thể phá vỡ không gian nơi này, có thể tưởng tượng, không gian ở đây chắc chắn đến rồi loại trình độ nào. Dương Diệp tự nhiên không dám khinh thường, kiếm vào vỏ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó, hai loại ý cảnh tràn vào trong cổ sao. Khi cự phủ cách hắn một trượng, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Một tiếng kiếm minh chói tai phóng lên trời, những nơi đi qua, vụ trướng đều bị chấn như thủy triều thối lui. Oanh! Kiếm búa chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo khí lãng khủng bố mạnh mẽ khuếch tán ra, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, mà cự phủ cũng bị chấn dùng tốc độ cực nhanh bổ về phía Thạch Nhân. Thạch Nhân đưa tay về phía trước, trực tiếp cầm búa đá. Bành! Một cỗ lực lượng rơi vào trên người hắn, để cho Thạch Nhân không khỏi lùi lại mấy trượng. Mà Dương Diệp lại lui trăm trượng. Xa xa, Dương Diệp nhìn cánh tay của mình, lúc này cả cánh tay run lên, giống như mất đi chi giác. Gia hỏa này quá kinh khủng. Có thể nói, Thiên Ma Chủ thi triển Thiên Ma Bá Thể cùng Thạch Nhân này đánh, khẳng định là bị đánh như tử. Cái phòng ngự này, đã mạnh đến tình trạng làm cho người tức lộn ruột. Không chỉ phòng ngự, lực lượng này cũng làm cho người tức lộn ruột. Nhân loại, đáng chết. Lúc này tay phải Thạch Nhân giơ búa đá lên, mạnh mẽ ném về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, cái búa này kinh khủng nhất không phải trong đó ẩn chứa lực lượng, mà nó có thể tập trung người, tựa như lúc này, khí tức của đối phương đã hoàn toàn khóa chặt hắn, cái này để cho hắn căn bản không cách nào trốn tránh, bởi vì khi đối phương tập trung hắn, tốc độ cũng cực nhanh. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị xuất thủ, Đại Hắc đột nhiên xông lên, đâm vào trên búa đá. Bành! Búa đá bị Đại Hắc đánh bay, mà Đại Hắc cũng bị chấn liên tục lùi lại. Dương Diệp không có nhàn rỗi, thân hình hắn khẽ động, đi tới trên lưng Đại Hắc, sau đó nói. Đi! Đại Hắc hiểu ý, hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất ở xa xa. Đánh không lại bỏ chạy. Dương Diệp cũng không quên mình từng hứa với đế nữ, hiện tại hắn đánh không lại. Cho nên, chạy. Đánh không lại còn muốn cùng Thạch Nhân liều mạng đó là não tàn. Phải biết lần này hắn tới, mục đích là u ám xâm lâm. Đại Hắc tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, nhưng Dương Diệp có thể cảm nhận được, Thạch Nhân ở sau lưng. Đừng nhìn đối phương hình thể lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Bất quá thời điểm tốc độ Đại Hắc tăng lên tới cực hạn, khoảng cách của bọn họ và Thạch Nhân kéo càng ngày càng xa. Cái này để cho Dương Diệp thở dài một hơi, hắn thật sự không muốn cùng Thạch Nhân kia đánh, đoán chừng Đại Hắc cũng không muốn cùng đối phương đánh, dù không có bị đối phương đánh chết, khả năng cũng bị mệt chết. Một lát sau, Đại Hắc đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp ngẩn người, rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, khi thấy tràng cảnh ở đó, khóe miệng Dương Diệp run rẩy, sau đó một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó nói. Đại Hắc, chúng ta vẫn là trở về tìm Thạch Nhân A. Dương Diệp và Đại Hắc nhìn thấy cái gì? Ở cách đó không xa có 21 Thạch Nhân. 21 thạch nhân như người khổng lồ chống trời ngăn ở trước bọn hắn. Trên tay từng thạch nhân, không phải xách hai thanh búa đá, là hai cự chùy hoặc đại đao còn lớn hơn hình thể của Đại Hắc. Lúc này đây, Dương Diệp cảm giác mình khả năng xong đời rồi. Lúc này thạch nhân ở sau lưng cũng đuổi tới. 22 thạch nhân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp và Đại Hắc, cái này để cho da đầu Dương Diệp run lên. Tuy nhìn không tới biểu lộ của Đại Hắc, nhưng Dương Diệp biết rõ. Khẳng định rất khó coi. Sau lưng Dương Diệp, thạch nhân kia nhìn thấy Dương Diệp và Đại Hắc, không nói hai lời muốn động thủ. Lúc này Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên. Đầu hàng, thật sự đầu hàng, lần này không nói dẫn rồi. Nhưng thạch nhân ở sau lưng Dương Diệp lại không có để ý Dương Diệp nói, trực tiếp ném ra một búa. Dương Diệp nheo mắt, hắn không dám khinh thường, thân hình xoay chuyển, sau đó rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật song trọng ý cảnh gia trì. Cũng chỉ có song trọng ý cảnh gia trì Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật mới có thể đối kháng Thạch Nhân, bằng không thì hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ở lúc này, chiêu thức gì, một kiếm phá vạn pháp gì, đều là mây bay. Dốc hết 10 phần sức mạnh. Trừ khi lực lượng của hắn chênh lệch đối phương không quá lớn, như vậy mới có thể một kiếm phá vạn pháp, lực lượng cách quá xa, là phá không được.
cứng rắn đánh cứng rắn. Oanh! Kiếm búa chạm vào nhau, Dương Diệp bị đánh bay, bất quá lúc này hắn rất nhanh liền ngừng lại. Sau một khắc, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trước mặt thạch nhân. Nhất niệm thuấn sát. Một chiêu này, Dương Diệp đã thật lâu không có thi triển qua. Bởi vì uy lực chiêu này kém Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lần này sở dĩ thi triển, là vì chiêu này có thể tăng lên tốc độ, có thể để cho hắn tiếp cận thạch nhân nhanh hơn. Bằng không thì, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động ăn đòn. Thạch nhân hiển nhiên không ngờ tốc độ của Dương Diệp bỗng nhiên nhanh như vậy, bất ngờ không đề phòng, hắn bị kiếm của Dương Diệp đâm vào ngực. Bành! Thạch nhân liên tục lui hơn 10 trượng, Dương Diệp cũng bị chấn lui hơn 100 trượng, không chỉ như thế, cả cánh tay hắn run lên, mà trước ngực thạch nhân, chỉ nhiều hơn một kiếm động, nhưng so sánh với hình thể của thạch nhân, cái kiếm động này, cơ hồ là nhìn không tới. Chém không chết a! Đối phương đứng đấy cho hắn chém, đoán chừng hắn cũng khó mà tiêu diệt được đối phương. Tuy cái này có chút đả kích người, nhưng sự thật là như thế. Đối phương phòng ngự, còn mạnh hơn thiên ma bá thể rất nhiều. Thiên ma bá thể là dựa vào ngoại vật đến tăng cường nhục thể của mình, mà thạch nhân, người ta không có dựa vào ngoại vật, bản thân nó vốn cứng rắn như vậy. Bị Dương Diệp làm bị thương, thạch nhân hiển nhiên là nổi giận, thân thể xoay tròn, búa đá trong tay quét ngang ra. Những nơi búa đá đi qua, không gian xuất hiện vết rạn. Xa xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, hắn bước ra một bước, kiếm ý cùng sát ý nửa bước quy nguyên cảnh phun trào, nhưng rất nhanh, kiếm ý đột nhiên co lại, ngay sau đó, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát ra. Ý cảnh giới hạn, sát ý cùng kiếm ý giới hạn. Oanh! Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng lên, trong ánh mắt mọi người, búa đá dùng tốc độ cơ hồ nhìn không thấy bay ngược về, lúc này đây. Thạch nhân không có tiếp được búa đá, để cho búa đá bổ vào trước ngực mình. Bành! Thạch nhân liên tục lùi lại, lùi trọn vẹn trăm trượng, không chỉ như thế, trước ngực hắn còn xuất hiện một chút vết rạn. Tuy như thế, nhưng thần sắc Dương Diệp lại càng thêm ngưng trọng. Hai loại ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh giới hạn, uy lực kia kinh khủng cỡ nào, có thể nói gần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, nhưng cũng không có tạo thành tổn thương thực chất. Thạch nhân này phòng ngự, để cho hắn sắp tuyệt vọng. Lần nữa bị Dương Diệp đánh trọng thương, hơn nữa là ở trước mặt tộc nhân của mình, thạch nhân hiển nhiên giận không thể nuốt, một cổ khí thế đáng sợ không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mà hai thanh búa đá trong tay hắn ở thời khắc này bắt đầu phi tốc xoay tròn, không gian chung quanh thạch nhân vặn vẹo mờ đi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, thằng này là muốn thả đại chiêu a. Tay trái Dương Diệp nắm chặt cổ sao, lúc này không thể bảo lưu lại. Nhất định phải thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Bằng không thì hắn rất có thể không có cơ hội thi triển. Phòng ngự của hắn rất mạnh, nhưng tuyệt đối đỡ không nổi búa của thạch nhân. Lực lượng của đối phương đã viễn siêu nhục thể của hắn. Dương Diệp cũng không để cho đại hắc giúp, bởi vì những thạch nhân khác cũng không có xuất thủ. Nếu như đại hắc xuất thủ, không cần phải nói, người ta sẽ ra tay, khi đó hai người bọn họ thật sự xong rồi. Tuy hắn không rõ vì cái gì những thạch nhân kia không ra tay, nhưng lúc này hắn không cần biết nhiều như vậy. Hiện tại hắn nên cân nhắc là làm sao ngăn trở đại chiêu của thạch nhân. Xa xa, thạch nhân đang muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thạch bá, chờ chút đã. Nghe vậy, thạch bá lập tức ngừng lại, sau đó nhìn về phía bầy thạch nhân, Dương Diệp cũng nhìn về phía đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một thạch nhân tay cầm hai thanh đại đao. Hắn phát hiện, thạch nhân này hình thể hơi lớn hơn thạch nhân ở chung quanh một chút, hơn nữa là đứng ở trước nhất. Hiển nhiên là lão đại. Ngươi là kiếm tu. Ánh mắt của thạch nhân đại đao rơi vào trên người Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trầm mặc hồi lâu, thạch nhân đại đao nói. Ngươi đi đi. Nghe vậy, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Thằng này muốn thả mình đi. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Không có vì cái gì, đi mau. Thạch nhân đại đao nói. Dương Diệp. Xa xa. Thạch bà hiển nhiên có chút khó chịu, đang muốn nói chuyện, bất quá bị thạch nhân đại đao chừng trở về. Thạch bá hiển nhiên có chút sợ đối phương, không dám chống đối, chỉ hung hăng nhìn Dương Diệp một cái. Tuy rất ngạc nhiên tại sao đối phương thả hắn đi, nhưng Dương Diệp không có hỏi, hiện tại tranh thủ thời gian ly khai mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất thằng này đổi ý thì làm sao bây giờ, nhiều thạch nhân như vậy, liều không lại a? Dương Diệp ngồi trên lưng đại hắc,
Đại Hắc hiểu ý, muốn đi, nhưng lúc này Thạch Nhân Đại Đao đột nhiên nói. Ngươi không đi trở về. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta muốn đi U Ám Xâm Lâm. U Ám Xâm Lâm. Thạch Nhân Đại Đao lắc đầu. Không có tới đó, ngươi đã chết rồi. Ở đây, không phải địa phương ngươi nên đến, hiện tại ly khai còn kịp, đến buổi tối, đừng nói một con thiên ma lang, 10 con cũng không thể nào cứu được ngươi. Đáng sợ như vậy. Dương Diệp nhíu mày. Còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng. Thạch Nhân Đại Đao nói. Ngươi thiên phú không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng tuổi còn trẻ. 10 năm sau tới, ở đây có lẽ không có uy hiếp với ngươi. Nhưng hiện tại, tốt nhất là rời đi. Đại Hắc vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đa tạ bẩm báo, nhưng ta phải đi. Nói thực ra, nếu như có thể, hắn không muốn tiếp tục ở địa phương quỷ quái này. Tại đây, quả thực không phải người ở được. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì Đại Hắc không muốn vào. Trong này, lợi hại hơn nó quả thực nhiều lắm. Đơn giản mà nói, cho dù dùng thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm 2 con thiên ma lang, ở chỗ này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn phải đi. Với hắn mà nói, đi, còn có cơ hội sống, nếu như không đi, vậy cũng chỉ có chờ chết. Gần 2 tháng, ở trong Hồng Mông Tháp là 2 năm, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy xung kích đến bán thần, rất không thực tế, bởi vì hắn mới đến hư giả cảnh, bây giờ lập tức xung kích bán thần, hắn còn không có nghịch thiên đến loại trình độ này. Thấy Dương Diệp kiên trì, Thạch Nhân Đại Đao cũng không nói gì. Dương Diệp cũng không nói gì, cưỡi Đại Hắc biến mất. Tộc trưởng, vì cái gì? Sau khi Dương Diệp và Đại Hắc rời đi, Thạch Bá nhìn về phía Thạch Nhân Đại Đao. Không chỉ Thạch Bá, Thạch Nhân còn lại cũng nhìn về phía Thạch Nhân Đại Đao, Thạch Bá hỏi, cũng là bọn hắn muốn biết. Thạch Nhân Đại Đao nhìn Dương Diệp và Đại Hắc biến mất hồi lâu, sau đó nói. Ta ở trên người hắn cảm nhận được một tia khí tức của người kia. Sau khi ly khai Thạch Sơn, Dương Diệp và Đại Hắc tiếp tục đi về phía trước. Phía trước, vẫn là vụ trướng nồng đậm. Không thể không nói, trước kia đối với đi U Ám Xâm Lâm, Dương Diệp vẫn còn có chút tin tưởng. Nhưng hiện tại, sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, cái địa phương quỷ quái này, so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Trang Vị Thiên chỉ biết là có U Ám Xâm Lâm, nhưng nàng không có đi qua, phải nói đối phương ngay cả Thạch Sơn cũng không có tới, nếu như hắn tới, đoán chừng hiện tại đã không có hắn rồi. Bởi vậy trước kia Trang Vị Thiên cảm thấy dùng thực lực của Dương Diệp, chỉ cần không qua Hoàng Tuyền, có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng sự tình không phải đơn giản như vậy. Không cần qua Hoàng Tuyền, ở đây cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời, ánh mặt trời càng ngày càng yếu, hiển nhiên Thái Dương sắp biến mất. Nói cách khác, ban đêm sắp tới rồi. Một khi trời tối, Dương Diệp lắc đầu, khẽ cười nói. Mình lúc nào cũng bó tay bó chân như vậy. Nói xong, hắn vỗ vỗ Đại Hắc. Đại Hắc hiểu ý, tốc độ nhanh hơn. Nếu như đã lựa chọn đi U Ám Xâm Lâm, như vậy không cần nghĩ nhiều. Có phiền toái. Không sao, cứ duy trì như vậy là được. Đánh không lại. Cũng không sao, vậy thì chạy. Chạy không lại. Cũng không có gì, chạy không lại, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Dù sao muốn liều mạng, Dương Diệp hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Ước chừng qua một lúc lâu, phía chân trời, ánh mặt trời đã biến mất, màn đêm lặng lẽ hàng lâm. Vụ trướng càng ngày càng đậm. Có thể nói, lúc này đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may có Đại Hắc, bằng không thì hắn cũng phân không rõ đông nam tây bắc. Đại Hắc phân biệt phương hướng không phải dùng mắt, nó là hung thú, phân biệt vị trí kỳ thật dựa vào là bản năng cùng khứu giác. Hơn nữa bởi vì đã từng ở chỗ này, bởi vậy những vụ chướng này đối với nó kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Đúng lúc này, Đại Hắc đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp khó hiểu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn, khi thấy xa xa, đồng tử hắn co rụt lại, thất thanh nói. Cái này con mẹ nó là cái quỷ gì? Hỏa điểm. Ở cách đó không xa, phiêu động một đám hỏa điểm lớn cỡ nắm đấm, những hỏa điểm này giống như u linh bay tới bay lui. Số lượng rất nhiều, ở trong tầm mắt Dương Diệp đều là hỏa điểm. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Đại Hắc hiển nhiên cũng vô cùng kiêng kỵ, bộ lông đều dựng lên. Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi.
Đại Hắc lắc đầu. Ngươi cũng không biết. Dương Diệp có chút kinh ngạc, Đại Hắc nguyên bản là cư dân ở trong này, nó vậy mà không biết. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch. Tuy Đại Hắc là cư dân ở đây, nhưng nó cũng chỉ ở trong địa bàn của mình, phải nói nó căn bản không có địa bàn, nó và Tiểu Hắc là du đãng ở tít mãi bên ngoài, bởi vì chúng căn bản không dám vào sâu hung vực. Dùng thực lực của nó và Tiểu Hắc, ở tít mãi bên ngoài, dù gặp được đồ vật nguy hiểm, đánh không lại, trốn vẫn là có thể. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía hỏa điểm. Hung vực đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Những vật kia, một cái khủng bố hơn một cái, có thể nói, những vật này đều đi ra ngoài mà nói, chỉ sợ chỉ có đại thế giới mới có thể chống lại. Lòng hiếu kỳ, mỗi người đều có, Dương Diệp cũng không ngoại lệ. Hắn cũng muốn biết lai lịch và chân diện mục của hung vực này, nhưng hắn biết rõ, hiện tại hắn còn không có thực lực này. Nói có chút xấu hổ, nguyên bản hắn cảm giác mình đạt tới hư giả cảnh, kiếm ý cũng đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh, tăng thêm hai con thiên ma lang và cùng kỳ, hạ vị diện có lẽ không có gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hung vực tàn khốc nói cho hắn biết, Dương Diệp hắn, cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Cường giả càng vô số. Ứng với câu châm ngôn kia, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Trong tràng, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn xa xa. Hiện tại bầy ở trước mặt hắn có hai lựa chọn. Một là tiếp tục đi tới, hai là đường vòng, về phần lui về phía sau. Hắn không nghĩ qua. Trầm mặc một cái chớp mắt, con mắt Dương Diệp đột nhiên sáng ngời, hắn thiếu chút nữa quên một thứ. Kiếm vực. Ám chi pháp tắc và không gian pháp tắc. Nghĩ đến đây, Dương Diệp lập tức để cho Đại Hắc tiến vào Hồng Mông Tháp, sau đó hắn dung nhập vào không gian chung quanh, nhưng xấu hổ rồi. Bởi vì hắn không cách nào dung nhập không gian chung quanh. Vì cái gì? Bởi vì không gian nơi này quá kiên cố. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện, trong không gian, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, cái này để cho hắn căn bản không cách nào tiến vào. Ngay cả xuyên qua không gian cũng không thể làm được. Muốn xé mở không gian, chỉ có cường hành xé mở. Không cách nào dung nhập không gian, như vậy cũng chỉ có thể thi triển ám chi pháp tắc. Ám chi pháp tắc, hắn thật lâu không sử dụng, cũng không phải hắn quên pháp tắc này, mà pháp tắc này ở đối mặt bán thần cùng thần giả, có chút gân gà rồi. Bán thần cùng thần giả, bọn hắn cảm ngộ thiên địa đã đến một tình trạng rất mạnh, muốn bằng vào ám chi pháp tắc đánh lén bọn hắn. Rất không thực tế. Không chỉ ám chi pháp tắc, tiêu vong pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, với hắn mà nói đều có chút gân gà. Bởi vì lực lượng của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi những pháp tắc này. Hiện tại, cũng chỉ có giới hạn pháp tắc có tác dụng. Không đúng, ám chi pháp tắc cũng hữu dụng, giống như lúc này, đêm tối hàng lâm, vừa dễ dàng thi triển, tuy không thể đối địch, nhưng chạy trốn cùng che giấu vẫn có thể, đặc biệt là tăng thêm kiếm vực che giấu khí tức. Người bình thường căn bản không phát hiện được hắn. Sau khi che giấu mình, thân hình Dương Diệp khẽ động, bay về phía xa xa. Mặc dù có ám chi pháp tắc cùng kiếm vực ẩn nấp, nhưng Dương Diệp như trước không dám có chút chủ quan, ở chỗ này vô cùng quỷ dị, kiếm vực cùng ám chi pháp tắc cũng không phải bảo hiểm 100%. Vạn nhất bị phát hiện, chuyện kia khả năng liền lớn rồi. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp càng ngày càng tới gần những hỏa điểm kia. Rất nhanh, Dương Diệp cách hỏa điểm gần nhất chỉ không đến nửa trượng. Giờ phút này, hắn cũng thấy rõ chân diện mục của hỏa điểm. Kỳ thật chính là một quả cầu lửa, hỏa cầu không sai biệt lắm lớn chừng dưa hấu, rất tròn, mà ở trong hỏa cầu, Dương Diệp phát hiện một tiểu chút chít hình dạng giống như hồ điệp. Kỳ thật nhìn từ ngoài là hồ điệp, nhưng có chút không, đầu tiên, nó phảng phất như do hỏa diễm ngưng tụ, toàn thân hiện lên màu đỏ rực, tiếp theo phần đuôi có ba châm gai nhọn hoắt. Lúc này vật nhỏ kia giống như ngủ say. Tuy hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là cái gì, nhưng Dương Diệp không não tàn đến đi quấy rầy đối phương. Có lẽ bởi vì hỏa cầu, thần trí của hắn không cách nào xem xét đến đối phương, bởi vậy hắn cũng không biết cảnh giới của đối phương. Bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết những thứ này tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản. Có thể tồn tại ở hung vực, có thể đơn giản sao? Đơn giản khẳng định đều đã chết hết. Liếc quả cầu lửa một cái, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Khi đi ngang qua khu vực này, da đầu Dương Diệp không khỏi run lên, bởi vì những quả cầu lửa này, tối thiểu hơn vạn.
Dù những quả cầu lửa này chỉ là bán thần, trên vạn cường giả bán thần. Đi nhanh lên. Bước chân Dương Diệp nhanh hơn, nhưng không dám quá nhanh, sợ không cẩn thận đánh thức đối phương. Hiện tại nếu đánh thức đối phương, hơn nữa bị những vật nhỏ này phát hiện, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đi một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một đại hỏa cầu này so với chút ít hỏa cầu bên cạnh thì lớn hơn ít nhất gấp 3. Ở bên trong, cũng có một yêu thú giống như hồ điệp, hắn không biết những vật này là cái gì, tạm thời gọi là yêu thú A. Hình thể yêu thú kia không chỉ lớn hơn những yêu thú khác, hơn nữa toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, còn những con khác là màu đỏ nhạt. Không cần phải nói, đây là lão đại. Nếu như khống chế con này, có phải tương đương khống chế được tất cả những quả cầu lửa kia không? Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, cái này làm hắn giật nảy mình, quá điên cuồng. Nếu quả thật có thể, vậy hắn mang những quả cầu lửa này ra ngoài, hoàn toàn có thể quét ngang hạ vị diện. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, vạn nhất không thành công, hắn sẽ chơi chết mình. Hơn nữa, lần này hắn tới mục đích là u ám xâm lâm, mà không phải những quả cầu lửa kia. Nhìn thoáng qua đại hỏa cầu, thân hình Dương Diệp khẽ run lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ly khai khu vực này, Dương Diệp thở dài một hơi. Ở chỗ này, quả thực quá quỷ dị, mà ở đây còn chỉ có thể coi là bên ngoài. Đã qua hoàng tuyền gì kia mới là vòng trong, ở đây cũng đã quỷ dị khủng bố như thế, bên kia hoàng tuyền lại sẽ như thế nào? Mà chỗ sâu trong hung vực thì sao? Ở trong chỗ sâu lại là cái dạng gì? Hiếu kỳ, hắn xác thực hiếu kỳ, bất quá hắn sẽ không đi xem. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người, điểm ấy hắn còn cực kỳ tinh tường. Với hắn mà nói, chỉ cần lấy được sinh mệnh chi thủy, hắn sẽ lập tức đi ngay. Dù sao hắn là một khắc cũng không muốn ở địa phương quỷ quái này. Rời đi khu vực kia, Dương Diệp cũng không tiếp tục đi tới, mà tìm địa phương ngồi xuống. Trước kia ở Thạch Sơn cùng Thạch Nhân đại chiến, tiêu hao quá nhiều huyền khí, nhất định phải trước khôi phục huyền khí, không chỉ khôi phục huyền khí, thân thể cũng phải khôi phục. Ở địa phương này, nhất định phải để cho mình tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong. Ngồi xếp bằng, hai mắt Dương Diệp khép hờ, điên cuồng hấp thu huyền khí chung quanh. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, tuy người không có tiến vào Hồng Mông Tháp, nhưng hết thảy trong Hồng Mông Tháp hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong tầng thứ ba, Hiểu Vũ Tịch vẫn tu luyện. Hiện tại Hiểu Vũ Tịch điên cuồng tu luyện, nguyên nhân chủ yếu là hy vọng có thể giúp Dương Diệp, không muốn kéo Dương Diệp, bước chân của hắn quá nhanh, nhanh đến trong nữ tất cả nhân, chỉ có An Nam Tĩnh mới có thể theo sát hắn. Bất quá cũng may, hiện tại có tầng thứ ba tu luyện, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn, muốn vượt qua Dương Diệp, không còn là xa xa không thể chạm. Nhìn Hiểu Vũ Tịch một lát, Dương Diệp nhìn về phía hai con thiên ma lang. Lúc này hai con thiên ma lang bò trên mặt đất, chúng tham lam hấp thu linh khí. Linh khí trong này, không chỉ tinh thuần, còn đặc biệt nhiều, cái này đối với chúng mà nói là thiên đường. Bất quá trong mắt hai con thiên ma lang đều mang theo một tia ưu sầu. Bởi vì bây giờ Dương Diệp đang ở hung vực. Dương Diệp có thể an toàn còn sống đi ra ngoài hay không, ở chúng xem ra, là một vấn đề rất lớn. Dương Diệp thu hồi tâm thần, chuyên tâm hấp thu. Qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Diệp mở mắt, sau đó tiếp tục tiến lên. Lúc này đã là đêm khuya, vụ trướng chung quanh đã nồng đậm đến tình trạng làm cho người tức lộn ruột. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại thần trí của hắn đã không cách nào phóng ra ngoài, mà hắn ngoại trừ vụ trướng, cái gì cũng nhìn không thấy, cho dù cúi đầu cũng không thấy chân mình. Những vụ trướng này ăn mòn rất mạnh, bình trướng song trọng ý cảnh ngăn cản cũng có chút cố sức. Mà những vụ trướng này còn càng ngày càng đậm. Hiện tại Dương Diệp cảm giác mình giống như một người mù lòa. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cau mày. Giống như có điểm gì là lạ. Dương Diệp cẩn thận nhìn bốn phía, nhưng cái gì cũng không có. Chẳng lẽ mình cảm giác sai? Dương Diệp lắc đầu, hiện tại hắn đang thi triển ám chi pháp tắc, còn có kiếm vực che giấu, hẳn là an toàn. Hơn nữa chung quanh cũng không có động tĩnh gì. Tuy nhìn không thấy, nhưng nếu có động tĩnh, vẫn có thể nghe được. Dương Diệp tiếp tục đi, nhưng đúng lúc này, một cánh tay không hề dấu hiệu khoác lên vai của hắn. Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp là cái cảm giác gì? Sởn hết cả gai ốc. Hiện tại toàn thân hắn sởn hết cả gai ốc,
sắc mặt có chút khó coi. Có người không chỉ phát hiện hắn, còn vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn. Tỉnh táo. Dương Diệp thúc giục kiếm ý, cường hành để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hắn xoay người, nhưng phía sau hắn lại rỗng tuếch. Cái gì cũng không có. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Nếu như ngay cả ảo giác hay chân thật cũng phân không rõ, hắn còn làm kiếm tu gì? Vừa rồi cánh tay kia xác thực đã xuất hiện, nhưng hiện tại đối phương không có, nói cách khác, đối phương ẩn giấu đi. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay người tiếp tục về phía trước. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng hắn biết rõ, đối phương nhất định sẽ đi ra lần nữa. Nhưng thời điểm hắn quay người, cánh tay kia lại đột nhiên xuất hiện ở trên vai của hắn. Dương Diệp quay người đánh xuống một kiếm. Xuy. Một kiếm thất bại. Trước mặt Dương Diệp, cái gì cũng không có. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, đây không phải quỷ dị, đây là có chút tà môn. Hắn không tin tà, còn có người tốc độ nhanh đến ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp. Đối phương là làm sao làm được? Rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi. Hắn nghĩ tới một sự kiện, nếu như đối phương không phải sờ bả vai hắn, mà trực tiếp xuất thủ với hắn. Phải biết, khi tay của đối phương sờ ở trên bả vai hắn, hắn mới cảm ứng được đối phương. Mà không phải lúc đối phương xuất hiện ở sau lưng, hắn liền cảm ứng được. Khác biệt rất lớn, bởi vì cái này ý nghĩa, nếu như đối phương muốn giết hắn, rất có thể là ở nháy mắt hắn chết mới có thể cảm nhận được đối phương. Còn một điều, đối phương lại có thể phát hiện hắn. Phải biết, hiện tại hắn dùng ám chi pháp tắc cùng kiếm vực che giấu. Có thể nói, nếu như hắn đứng ở chỗ này bất động, coi như là một thần giả ở trước mặt hắn, đối phương cũng không phát hiện được hắn. Nhưng hiện tại, người thần bí giấu ở âm thầm kia lại phát hiện hắn. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước. Mà hắn vừa mới quay người, cánh tay kia lại khoác lên trên vai của hắn. Dương Diệp ngừng lại, bất quá hắn không có quay người, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cánh tay kia, tay cực kỳ mảnh, có chút tái nhợt, nhưng móng tay nhưng lại màu đỏ tươi đấy, hiển nhiên, đây là một cánh tay của nữ nhân. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Vị này đại tỷ, ta chỉ là đi ngang qua, không có ý mạo phạm ngươi. Không có đáp lại, nhưng cánh tay kia vẫn còn ở trên vai của hắn. Dương Diệp quay người, nhưng khi hắn quay người, cái gì cũng không có. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Ngươi cảm thấy như vậy rất thú vị có phải không? Không có đáp lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó xoay người tiếp tục đi. Lúc này đây, cánh tay kia không có khoác lên trên người hắn. Nhưng Dương Diệp biết rõ, đối phương khẳng định ở bốn phía. Bất quá đối phương không có ý tứ giết hắn, hắn cũng lười đi quản đối phương. Chủ yếu là không có cách nào quản. Kỳ thật, hắn có biện pháp phát hiện đối phương, nhưng hắn không dùng. Đối phương nói rõ là không muốn cho hắn trông thấy, hắn muốn nhìn, không chừng sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa dùng biện pháp kia có phong hiểm rất lớn. Hắn cũng không dám tự tiện sử dụng. Biện pháp này, dĩ nhiên là kiếm vực, chỉ cần thi triển ra kiếm vực, đối phương khẳng định không chỗ nào che giấu. Nhưng nếu như ở trong kiếm vực, đối phương đột nhiên xuất thủ, một khi lực lượng của đối phương vượt qua kiếm vực, vậy hắn liền xong đời. Dù sao hiện tại hắn chỉ còn lại có hơn 2 tháng tuổi thọ. Mặc dù biết đối phương đang âm thầm nhìn xem, nhưng Dương Diệp không có để ý đối phương, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Kỳ thật, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn muốn tới u ám xâm lâm, tối đa 2-3 canh giờ mà thôi. Nhưng bây giờ không phải là tình huống bình thường. Nếu hắn phi hành, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Hắn cũng không muốn trở thành bia ngắm, bởi vậy chỉ có thể đi bộ. Dương Diệp tính toán một chút, hiện tại hắn cách u ám xâm lâm không sai biệt lắm còn có một ngày lộ trình. Có thể nói, u ám xâm lâm gần trong gang tấc rồi. Nhưng Dương Diệp có loại cảm giác chỉ xích thiên nhai. Có thể an toàn đến u ám xâm lâm hay không, thật là một vấn đề. Càng đi vào chỗ sâu, thần sắc của Dương Diệp càng ngưng trọng. Tĩnh, quá yên lặng. Từ khi gặp được cánh tay thần bí đến bây giờ, quá yên lặng. Chung quanh một chút thanh âm cũng không có, không chỉ thanh âm không có, ngay cả gió cũng không có, ở đây giống như một khu vực chân không. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hai chân hắn vậy mà đạp không. Trầm mặc một cái chớp mắt,
Dương Diệp đưa tay phải về phía trước, sau đó có chút xoay tròn, rất nhanh, một cổ lực lượng phun trào, sau khi cổ lực lượng này xuất hiện, vụ trướng trước mặt hắn lập tức bị chấn lui. Vụ trướng thối lui, Dương Diệp thấy rõ tràng cảnh trước mặt. Ở trước mặt hắn là thâm uyên, sâu không thấy đáy, hơn nữa tràn ngập vụ trướng. Mà ở đối diện thâm uyên, là một ngọn núi thấy không rõ toàn cảnh. Đánh ra bốn phía, rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp rơi vào cách đó không xa, chỗ đó có một cây cầu, cầu nối thẳng đại sơn đối diện. Dương Diệp đang chuẩn bị đi qua, lúc này một bóng người lăng không xuất hiện ở trên cầu đá. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, huyền khí trong cơ thể lập tức vận chuyển. Nhìn bóng lưng đối phương, là một nam tử, bởi vậy đối phương không phải chủ nhân cánh tay thần bí trước kia. Không biết bao nhiêu năm rồi, rốt cục có người đi tới nơi này. Đúng lúc này, bóng người kia đột nhiên mở miệng. Các hạ là nhân loại. Dương Diệp hỏi. Tự nhiên. Bóng người nói xong, trầm mặc một hồi, sau đó nói. Hư giả cảnh làm sao có thể đến nơi đây, ân. Khó trách, có được hai loại ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh, khó được. Các hạ là. Dương Diệp hỏi. Ta biết ngươi rất ngạc nhiên. Bóng người hư ảo kia nói. Dù sao ở chỗ này gặp được nhân loại. Ai cũng sẽ hiếu kỳ, ta đến từ đại thế giới. Đại thế giới. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt có vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là từ đại thế giới xuống. Hắn đánh giá đối phương, sau đó nói. Các hạ là linh hồn thể. Bóng người hư ảo khẽ gật đầu. Ta biết người còn muốn biết gì nữa, ta nói cho ngươi biết a. Chỗ này, người hạ vị diện hiếu kỳ, đại thế giới chúng ta cũng hiếu kỳ. Cho nên chúng ta quyết định đến xem, hung vực đến tột cùng là một tồn tại như thế nào. Mà ta chính là một trong mấy người bị phái xuống. Nói đến đây, bóng người hư ảo trầm mặc hồi lâu, sau đó lại nói. Ở đây, vượt ra khỏi dữ liệu của chúng ta, mà hai người chúng ta, cũng đánh giá cao thực lực của mình. Cuối cùng, hắn chết, ta chỉ còn lại một tia hồn phách. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Xin hỏi thực lực của hai vị tiền bối. Thần giả. Bóng người hư ảo nói. Nghe vậy, Dương Diệp thở dài một hơi, đối phương là thần giả, chết, tự nhiên là rất bình thường, dù sao chỗ này nguy hiểm như vậy. Mà đúng lúc này, bóng người hư ảo lại nói. Ở chỗ này, chúng ta là thần giả, nhưng ở phía trên, chúng ta không phải. Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc. Hai người này không phải thần Glia, bọn họ là cường giả siêu việt thần giả. Bọn hắn ở chỗ này là thần giả. Là vì bị áp chế cảnh giới, tuy bị áp chế cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng là trên thần giả A. Sau đó hai cường giả trên thần giả cảnh nằm ở chỗ này. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, lại hỏi. Mạo muội hỏi thoáng một phát, hai vị tiền bối là ở bên kia hoàng tuyền vẫn lạc, hay là ở bên này? Hỏi xong, hai tay Dương Diệp không khỏi nắm lại. Bên này. Bóng người hư ảo nói. Nghe vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi. Nếu như đối phương là ở bên kia hoàng tuyền vẫn lạc, như vậy cũng may, sự tình còn không có bết bát như vậy, dù sao hắn không qua hoàng tuyền. Nhưng đối phương không có qua hoàng tuyền liền ngoẻo rồi. Giờ này khắc này, Dương Diệp đột nhiên rất nhớ một người. Manh nữ. Nếu như cho hắn một cơ hội gặp manh nữ, hắn nhất định sẽ nói, tam tỷ, mang ta đi u ám xâm lâm a. Kỳ thật, đây không phải nói giỡn, nếu quả thật có thể liên lạc với manh nữ. Hắn nhất định sẽ tìm manh nữ trợ giúp. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch, ở chỗ này, kỳ thật không phải hắn có thể tới. Chỗ này nguy hiểm, đã xa xa vượt qua phạm vi thực lực của hắn rồi. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả như manh nữ, mới có thể ở lăn lộn nơi này. Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Lúc này, bóng người hư ảo đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bóng người hư ảo. Cái gì? Hắn vừa mới dứt lời, một nạp giới đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Ta đến từ khổng gia của đại thế giới, ngày sau nếu ngươi tiến về đại thế giới, mong giao nạp giới này cho khổng gia gia chủ, hắn sẽ đáp tạ ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nạp giới trong tay, sau đó nói. Tiền bối không sợ ta nuốt mất. Ta có lựa chọn sao? Bóng người hư ảo nói. Dương Diệp cười cười nói. Cũng phải. Thật vất vả đến một người. Đối phương căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn hắn. Dương Diệp thu hồi nạp giới, sau đó nói. Tiền bối có đi qua u ám xâm lâm chưa?
U ám xâm lâm. Bóng người hư ảo nói. Ngươi muốn đi u ám xâm lâm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Đừng đi. Bóng người hư ảo nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì ngươi không đến được chỗ đó. Bóng người hư ảo thẳng thắn. Mặc dù ngươi chỉ là hư giả cảnh, nhưng ta biết rõ, thực lực của ngươi khẳng định rất mạnh, đã vượt qua thần giả. Nhưng ngươi phải hiểu được, ở đây, thần giả đều là cặn bã. Trở về đi. Nói xong, bóng người càng ngày càng hư ảo. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc. Thần giả đều là cặn bã. Những lời này, không phải đang nói đùa. Ở chỗ này, thần giả thật là cặn bã. Mà vị trí này, vẫn chỉ là bên ngoài. Vì sao hạ vị diện có địa phương khủng bố như hung vực? Hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đối diện, tiếp tục đi tới, hay lui về phía sau. Kỳ thật, hắn chỉ có thể tiến lên. Nếu như không có nguyên nhân tuổi thọ, hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Nhưng hắn phải đi, đi, còn có một đường sinh cơ, không đi, sinh cơ sẽ không còn. Mà đúng lúc này, bóng người hư ảo sắp biến mất đột nhiên nghẹn ngào kinh hãi nói. Nàng sao lại đi theo ngươi, nàng, đi mau a. Nàng. Lúc này, một làn gió nhẹ lóe lên, thanh âm của bóng người hư ảo đột nhiên im bặt. Không chỉ thanh âm, bóng người hư ảo cũng không thấy rồi. Dương Diệp. Dương Diệp có chút sởn hết cả gai ốc. Hắn có thể khẳng định, bóng người hư ảo biến mất, khẳng định có quan hệ với nữ tử thần bí kia, hắn càng khẳng định, vừa rồi nữ tử thần bí kia xuất thủ. Nhưng hắn lại không thấy rõ đối phương là xuất thủ như thế nào. Hoặc là thực lực của đối phương vượt qua hắn quá nhiều, hoặc là đối phương thân pháp đặc thù. Mà hắn càng khuynh hướng cái trước. Nữ tử thần bí này đến tột cùng là ai? Vì sao đối phương đi theo mình? Đi theo mình vì sao lại không ra tay với mình? Một loạt nghi vấn hiện lên ở trong đầu Dương Diệp, nhưng lại không có đáp án. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía nói. Vị tiền bối này, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Nếu như ngươi có tâm nguyện gì vẫn chưa hoàn thành, trong đủ khả năng, ta sẽ không cự tuyệt. Đối phương đi theo hắn, nhưng lại không giết hắn, hắn không hiểu nổi, bất quá hắn suy đoán, có thể là giống như bóng người hư ảo kia, là muốn hắn trợ di cúp. Nhưng đối phương không có trả lời. Khóe miệng Dương Diệp co quắp, sau đó cười khổ nói. Vị tiền bối này, ngươi có lời gì, ngươi cứ nói đi. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn điều gì. Ngươi ở chung quanh ta như vậy, sau đó thỉnh thoảng vỗ vai, ngươi có biết như vậy rất dọa người hay không? Thật sự, mọi người có thể hảo hảo tâm sự. Như trước không có trả lời. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn biết rõ, nữ tử thần bí kia khẳng định là không có ác ý với hắn, bởi vì nếu như đối phương có sát ý với hắn, dùng thực lực của đối phương, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ nhắc nhở. Nhưng đối phương không có. Hắn không cho rằng thực lực của đối phương đã mạnh đến tình trạng ngay cả Hồng Mông Tháp cũng không thể cảm ứng được. Hồng Mông Tháp không có nhắc nhở, cái này chứng minh đối phương không có sát ý với hắn. Tuy như thế, nhưng vừa nghĩ tới chung quanh có người đi theo, toàn thân Dương Diệp lại không thoải mái. Không chỉ như thế, mặc dù hiện tại đối phương không có sát ý với hắn, nhưng ai biết đằng sau có thể đột nhiên giết người hay không. Bởi vậy hắn hy vọng đối phương đi ra, mọi người có thể hảo hảo tâm sự, không có sự tình gì là câu thông không thể giải quyết. Đáng tiếc chính là đối phương căn bản không ra. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tạm thời không quản đối phương. Đối phương muốn đi ra mà nói, nhất định sẽ tự mình đi ra, dù sao hắn là không có biện pháp cường hành ép đối phương ra. Lúc đi qua cầu, Dương Diệp không khỏi nhìn xuống Thâm Uyên một chút. Phía dưới sẽ có cái gì nhỉ? Trong đầu Dương Diệp toát ra ý nghĩ này, có chút tò mò, đương nhiên, hắn không sẽ nổi điên chạy xuống xem một chút. Bất quá hắn đã quyết định, ngày sau đợi thực lực mình cường đại, lại đến chỗ này dạo chơi. Đối với hung vực, hắn so với trước kia càng thêm hiếu kỳ. Đi qua cầu, một sơn động xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sơn động đen kịt, trong đó thỉnh thoảng truyền ra từng cơn gió lạnh, lạnh băng thấu xương. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nhìn về phía bên phải, tay phải hắn đẩy về phía trước, một cổ lực lượng lan ra, rất nhanh, vụ trướng bên phải bị hắn chấn lui gần mấy trăm trượng, sau đó hắn chứng kiến như trước là núi. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến,
núi này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn lên. Giống. Lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, một cự chảo vạch phá vụ trướng, chảo về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, rút kiếm chém. Oanh! Không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Rất nhanh, một dị thú hình dạng có chút quái dị xuất hiện ở vị trí trước kia của Dương Diệp, đầu cùng thân của cự thú giống như chim, nhưng hạ thân của hắn lại mọc ra một đôi chân, chân cực kỳ tương tự nhân loại, bất quá tương đối dài. Ở chỗ vai, có một đôi cánh màu đen, trừ đó ra, hắn còn có một cái móng vuốt này không phải mọc trên bả vai, mà mọc ở trước ngực. Con mắt của dị thú không ngừng đánh giá bốn phía, ở trong mắt nó tràn đầy lệ khí. Một lát sau, dị thú không có phát hiện cái gì, thân hình khẽ động, biến mất ở trong vụ trướng. Sau khi dị thú đi rồi, Dương Diệp xuất hiện. Cái này là cái quỷ gì a? Dương Diệp chau mày, vừa rồi cái đồ chơi kia, cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, có thể nói, thực lực của đối phương còn mạnh hơn thiên ma lang. Thật muốn đánh nhau mà nói, hắn kêu ra hai con thiên ma lang, tăng thêm chính hắn, vẫn có khả năng giết chết đối phương. Nhưng hắn không quên mình đang ở đâu. Ở chỗ này phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nguy hiểm. Trong tràng, Dương Diệp có chút khó khăn rồi. Hắn muốn qua ngọn núi này, có ba con đường, một là đường vòng qua hai bên, nhưng quỷ mới biết ngọn núi này lớn bao nhiêu, đi vòng mà nói, không biết sẽ quấn bao lâu, hai là đi qua từ đỉnh, vừa rồi hắn đã làm như vậy. Nhưng lại trêu chọc đến một dị thú cường đại. Còn có một con đường, chính là đi vào sơn động. Thế nhưng cái sơn động kia, thoạt nhìn có chút nguy hiểm a. Không thể vào sơn động. Trực giác nói cho hắn biết không thể đi vào, quỷ mới biết bên trong có cái gì. Không biết mới là đáng sợ nhất. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ có thể đi lên. Như đã quyết định, Dương Diệp không có do dự, lập tức đi lên. Lúc này hắn cẩn thận hơn, tốc độ rất chậm, từng điểm bay tới. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn đánh với đối phương, dù sao hắn chỉ là mượn đường mà thôi. Dương Diệp không biết núi này đến tột cùng cao bao nhiêu, hắn chỉ biết, mình đi gần nửa canh giờ, còn không có đến đỉnh. Đúng lúc này, vụ trướng trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên vỡ tung, ngay sau đó, một cái móng vuốt từ trong đó dò xét ra, hung hăng chảo tới Dương Diệp. Bị phát hiện rồi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, lập tức, hắn không che giấu mình, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong cổ sao, cùng lúc đó, sát ý cùng kiếm ý phun trào, cuối cùng đều tuôn vào cổ sao trong tay. Khi cự chảo đi vào đỉnh đầu còn có nửa trượng, hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, cự chảo kia bị chấn bay ngược trở lại trong vụ trướng, ngay sau đó, trong vụ trướng truyền đến tiếng trống giận dữ, trong thanh âm còn mang theo một tia đau đớn. Rất nhanh, con dị thú vừa rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, không có chút nói nhảm, hắn đụng thẳng đến Dương Diệp khi cách Dương Diệp một trường, hắn đột nhiên há miệng cắn tới, hiển nhiên đây là muốn nuốt sống Dương Diệp. Dương Diệp phóng lên trời, chém ra một kiếm. Oanh! Trong vụ trướng, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang không ngừng thoáng hiện, cùng lúc đó, thanh âm kiếm minh vang vọng lên. Cái động tĩnh này tự nhiên không nhỏ. Bất quá lúc này Dương Diệp đã không để ý nhiều, hiện tại hắn xác thực phát cáu rồi, chỉ là mượn đường mà thôi, cũng không phải muốn mạng của nó, nhưng đối phương lại hạ tử thủ với hắn. Thiếu nợ chơi đùa, thực lực của dị thú này cũng rất mạnh, nhưng so với thạch nhân lại kém một chút, chủ yếu là phòng ngự, ở phương diện công kích, dị thú này không kém thạch nhân, nhưng phòng ngự của nó thua thạch nhân quá nhiều, bởi vậy kiếm của Dương Diệp hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Phải biết. Hiện tại hắn cầm là kiếm tổ. Hắn đã đạt tới hư giả cảnh, ở phương diện huyền khí không túng quẫn giống như trước, tăng thêm còn có bổ thiên thạch, bởi vậy hiện tại hắn có thể cầm kiếm tổ chém ngang, mà không cần quá lo lắng huyền khí. Mà kiếm tổ, nó hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của dị thú. Rầm 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 oanh. Phía chân trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, không biết qua bao lâu, Dương Diệp cùng dị thú phân ra. Lúc này ở trên người dị thú đã trải rộng vết kiếm, một đạo đón lấy một đạo, thoạt nhìn có chút khủng bố, mà khóe miệng Dương Diệp thì không ngừng tràn ra máu tươi, hiển nhiên hắn cũng bị thương. Bất quá cũng may,
chỉ cần không phải tổn thương chí mạng, với hắn mà nói, đều là chút thương nhỏ. Con dị thú kia gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy lệ khí. Dương Diệp múa kiếm trong tay, sau đó nói. Mượn đường mà thôi, cho cái thuận tiện. Giống. Dị thú gầm lên giận dữ, ngay sau đó toàn thân nó bộc phát ra hắc quang, rất nhanh, toàn thân nó nhiều hơn một tầng lân phiến dày đặc, bay thẳng đến Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Nói xong, tay phải hắn vung lên, đại hắc cùng tiểu hắc từ trong cơ thể hắn chui ra. Đánh, đánh chết cho ta. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía dị thú. Đại hắc cùng tiểu hắc cũng vội vàng vọt tới. Xa xa, con dị thú kia nhìn thấy đại hắc cùng tiểu hắc, lập tức có chút mộng rồi. Hiển nhiên nó không ngờ lại đột nhiên xuất hiện hai hung thú. Ba đánh một. Trương mắt dị thú đã có thoái ý, nhưng đã chậm. Đại hắc cùng tiểu hắc đã đi tới phía sau của nó, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng mang theo một đạo kiếm quang đi tới trước mặt. Nếu như dị thú này có phòng ngự như thạch nhân, muốn đối kháng Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang, vấn đề không lớn. Nhưng đáng tiếc, tuy nó ở phương diện công kích không kém thạch nhân, nhưng phòng ngự lại chênh lệch rất nhiều. Ở dưới Dương Diệp và hai con thiên ma lang vây công, dị thú này cơ hồ không có sức hoàn thủ, chưa nói hoàn thủ, nó ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá đúng lúc này, con dị thú kia đột nhiên phát ra một tiếng gào thét kỳ dị, giống như đang cầu cứu. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, thằng này nguyên lai cũng có giúp đỡ. Không dám kéo nữa, Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ, bất quá đúng lúc này, hắn giống như nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên sáng ngời, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía đại hắc cùng tiểu hắc nói. Nhanh, kéo nó vào trong tiểu tháp cho ta. Xa xa, đại hắc cùng tiểu hắc nghe Dương Diệp nói, không khỏi nao nao, rất nhanh, trong mắt chúng hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó trực tiếp kéo dị thú về phía Dương Diệp, tốc độ rất nhanh, dị thú còn chưa kịp phản ứng, nó đã bị đại hắc và tiểu hắc kéo vào trong hồng mông tháp. Sau khi tiến vào hồng mông tháp, đại hắc và tiểu hắc buông lỏng dị thú ra, sau đó lui qua một bên bò trên mặt đất. Ở chỗ này, nhất định phải ít xuất hiện một chút, nếu chọc cái tháp kia khó chịu, vậy ngươi chờ chết đi. Xa xa, con dị thú kia vốn ngẩn người, sau đó trong mắt nó thoáng hiện lệ khí. Giống. Dị thú ngửa mặt lên trời gầm lên, sau đó nâng móng vuốt vỗ mặt đất. Xa xa, đại hắc cùng tiểu hắc nhìn thoáng qua dị thú nổi giận, yên lặng lui về phía sau. Bọn hắn cảm thấy, phải cách thằng này xa một chút, để tránh tai bay vạ gió. Nhìn thấy đại hắc tiểu hắc rút đi, dị thú cho rằng tiểu hắc cùng đại hắc bị nó hù, càng thêm không kiêng nể gì cả. Gào thét. Dị thú điên cuồng gầm thét, hơn nữa không ngừng vỗ mặt đất, như muốn phá hủy thế giới này. Đại hắc cùng tiểu hắc nhìn dị thú điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy thương cảm, cùng lúc đó, chúng tiếp tục lui về sau. Mà con dị thú kia nhìn thấy một màn này, càng thêm điên cuồng khoa trương. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên từ phía chân trời đè xuống. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt của đại hắc cùng tiểu hắc lập tức biến đổi, sau đó chủ động bò trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cỗ lực lượng này tốc độ cực nhanh. Dị thú còn chưa phục hồi tinh thần lại đã đè lên người nó. Oanh! Con dị thú kia bị đè trên mặt đất, ngay sau thanh âm két sát két sát két sát. Vang lên! Hống hống hống! Dị thú không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng cổ lực lượng kia lại không có biến mất, một đạo đón lấy một đạo đặt ở trên người nó, cái này để cho lị thú thống khổ không chỉ thân thể lạnh rung, ngay cả biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng cổ lực lượng kia lại không có biến mất. Không chỉ cơ trông có biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, dị thú ngay cả kêu thảm thiết cũng kêu không được. Nếu như là trực tiếp bị chấn giết, cái kia khá tốt rồi. Nhưng đáng tiếc là, tuy cổ lực lượng kia khiến nó cực kỳ thống khổ, nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Đây mới là thống khổ nhất. Dị thú muốn cầu tha thứ, thật sự muốn cầu tha thứ, nhưng nó ngay cả cầu xin cũng không nói ra được. Một bên. Đại hắc cùng tiểu hắc lại lui về sau một khoảng cách, ở trong mắt chúng tràn đầy kiêng kỵ. Kỳ thật lúc trước chúng bị thống khổ vẫn tương đối nhẹ, đặc biệt là so với dị thú này mà nói, lúc trước chúng ăn thống khổ, thật sự nhẹ rất nhiều. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, lúc trước bọn nó tiến đến, còn chưa hung hăng càn quấy đã bị dọa sợ. Mà dị thú này ngược lại tốt,
tiến đến liền kiêu ngạo như vậy, còn một bộ muốn hủy diệt thế giới. Đây không phải coi rẻ Hồng Mông Tháp sao? Phải biết, coi như là Dương Diệp, chủ nhân của Hồng Mông Tháp, đối với Hồng Mông Tháp cũng không dám bất kính. Dị thú này ngược lại tốt, vừa tiến đến liền kiêu ngạo như vậy, đây không phải tìm đường chết sao? Đúng lúc này, một phân thân của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trong Hồng Mông Tháp. Sở dĩ chơi đùa một phân thân vào, tự nhiên là bởi vì bản thể hắn không dám vào, phải biết hiện tại ở bên ngoài còn có nữ nhân thần bí kia. Thời điểm phân thân của Dương Diệp đi vào trước mặt con dị thú kia, lực lượng trấn áp lập tức biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Hồng Mông Tháp không cùng hắn trao đổi, nhưng đối phương vẫn đang không ngừng giúp hắn. Hơn nữa đối phương cùng hắn cũng có một ít ăn ý. Tựa như lúc này, hắn biết rõ, Hồng Mông Tháp xuất thủ với dị thú, kỳ thật ngoại trừ vì khiển trách dị thú, còn có một nguyên nhân, chính là giúp hắn thu phục. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn dị thú trước mặt, lúc này dị thú đã hấp hối, không chỉ như thế, thân thể càng đang không ngừng run rẩy, thoạt nhìn thật đáng thương. Bất quá cũng may, còn thở. Dương Diệp nhìn dị thú. Đi theo ta lăn lộn, đáp ứng, việc này coi như xong. Không đáp ứng, vậy ngươi tự tiếp ở đây đi. Đơn giản, trực tiếp, không quanh co lòng vòng. Hắn cũng không có thời gian cùng dị thú lải nhải, với hắn mà nói, hoặc là thần phục, hoặc chết. Dị thú mở to mắt nhìn về phía Dương Diệp, lúc này trong mắt nó đã không có hung quang cùng lệ khí như trước kia, có chỉ là kiêng kỵ và suy yếu. Nghĩ kỹ chưa? Dương Diệp hỏi. Dị thú nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có cốt khí, ta thưởng thức ngươi. Vậy ngươi cứ tiếp tục ở đây à? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ô! Lúc này, dị thú ở sau lưng Dương Diệp đột nhiên truyền đến một thanh âm lẩm bẩm. Nghe tiếng, khóe miệng Dương Diệp nhấc lên đường cong. Kỳ thật đây cũng ở trong dự liệu của hắn, bởi vì hắn biết rõ. Dị thú tuyệt đối sẽ không muốn dừng lại ở trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp này đối với dị thú, uy hiếp thật sự quá kinh khủng. Ở trong tất cả huyền thú, chỉ có Tử Nhi không sợ nơi đây. Trước kia nàng là chiếm lấy vòng xoáy nhỏ. Kỳ thật Hồng Mông Tháp không nhằm vào Tử Nhi, không đơn giản bởi vì Dương Diệp cảm giác được, Hồng Mông Tháp tựa hồ có hảo cảm với Tử Nhi. Nguyên nhân nha, tự nhiên là hắn cùng với Hồng Mông Tháp và Tử Nhi, là một đường từ khó khăn nhất đi tới. Đơn giản mà nói, trung hoạn nạn qua. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía dị thú, sau đó vươn một tay. Thú hồn. Dị thú hiển nhiên đã nghĩ tới, tuy trong nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn giao ra một tia thú hồn. Sau khi thu thú hồn, Dương Diệp bắt đầu hỏi thăm. Muốn tới u ám xâm lâm, đầu tiên phải đi qua nơi đây, mà muốn qua đây, phải tin tưởng đây là địa phương nào, còn có nguy hiểm gì hay không. Qua hồi lâu, Dương Diệp đã rõ ràng tình huống. Nơi đây tên Ngu Sơn, về phần lớn bao nhiêu, dị thú cũng không rõ ràng, bởi vì nó cũng không dám cách địa bàn của mình quá xa. Ở chỗ này, đại đa số dị thú đều có địa bàn của mình, nếu như dị thú khác tiến vào địa bàn của bọn nó, sẽ bị chúng cho rằng là khiêu khích, sẽ lập tức động thủ. Trước kia Dương Diệp là tiến nhập địa bàn của nó, cho nên mới có đại chiến trước kia, kể cả ở Thạch Sơn cũng thế. Ở chỗ này, tự tiện tiến vào địa bàn người khác, đó là tối kỵ. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc, thật lâu không nói. Từ trong miệng dị thú biết được, Ngu Sơn này chia làm ba đoạn, Thâm Uyên là hạ đoạn, vị trí của dị thú là trung đoạn, ở phía trên còn có một đoạn, là đỉnh Ngu Sơn. Trong vực sâu có cái gì, dị thú cũng không biết, đồng dạng, trên đỉnh có cái gì, nó cũng không biết. Bởi vì nó không có đi xuống dưới, càng không đi lên trên. Từ khi nó sinh ra đến bây giờ, liền không có ly khai địa bàn của mình, đây là tổ huấn nhà nó. Dương Diệp hỏi cái sơn động kia, dị thú trả lời để cho thần sắc Dương Diệp có chút khó coi. Nó nói, ngàn vạn lần chớ đi vào, bên trong rất nguy hiểm. Bên trong có cái gì, nó cũng không rõ ràng lắm, nó đã từng đi vào, nhưng vừa đi đến cửa khẩu, thiếu chút nữa bị cái gì đó cường hành kéo vào. Nếu như không phải nó có chút thực lực, lúc ấy đã xong rồi. Trong trang, Dương Diệp chỉ mình, sau đó chỉ hai con thiên ma lang, cuối cùng chỉ dị thú. Bốn người chúng ta cộng lại, có thể đi vào không thể. Dị thú nhìn Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang một cái, sau đó lắc đầu. Dương Diệp. Hắn, tăng thêm hai con thiên ma lang,
còn có dị thú, sao mà cường đại. Nhưng thằng này nói không thể đi vào, bên trong còn khủng bố hơn 4 người bọn họ liên thủ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Bây giờ chúng ta có 2 con đường, một là từ phía trên đi qua, hai là theo sơn động kia đi qua, ngươi chọn đi. Dị thú. Đối với Dương Diệp mà nói, đã đến nơi này, như vậy cũng chỉ có thể đi tới. Không có khả năng hiện tại quay đầu đi trở về a. Cuộc đời con người, khó khăn khẳng định vô số, nếu như gặp được một khó khăn liền dừng lại không tiến, như vậy cả đời này chẳng phải là vĩnh viễn ở nguyên một chỗ. Là nam nhân, thì phải nghênh khó vượt lên. Lúc này Dương Diệp lại nói. Chúng ta phải tiến lên, cho nên ngươi chọn đi. Không chọn không được. Dị thú trầm mặc. Không chọn. Dương Diệp nói. Vậy thì tốt, chúng ta từ phía trên đi qua. So với hắc động, hắn càng muốn đi lên, ai biết trong hắc động kia có cái quái gì. Nhưng đúng lúc này, dị thú lại vội vàng lắc đầu, sau đó quơ quơ móng vuốt. Đi sơn động. Dương Diệp nhíu mày. Dị thú nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Rất nhanh, sau khi cùng dị thú trao đổi, Dương Diệp đã minh bạch. Cái sơn động kia tương đối an toàn hơn một ít, về phần tại sao an toàn hơn một ít, là trực giác của dị thú. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi dưỡng thương trước, sau khi thương thế tốt lên, chúng ta sẽ đi. Trực giác của người có khả năng sai, nhưng trực giác của những dị thú này cơ bản đều không sai, đặc biệt là đối với nguy hiểm, bọn nó cảm thấy nguy hiểm, vậy khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định nghe dị thú. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, sau đó hắn nhìn lướt qua 4 phía, yên tĩnh im ắng, nhưng hắn biết rõ, nữ tử thần bí kia khẳng định vẫn còn. Kỳ thật nếu nữ tử thần bí này nguyện ý hỗ trợ, hắn muốn tới u ám xâm lâm, nhất định sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại, đối phương không chơi chết hắn đã rất tốt rồi. Trong tràng, Dương Diệp xếp bằng, bắt đầu hấp thu tiên tinh thạch. Trước kia cùng Tiểu Điêu, là con dị thú kia, hắn lấy cho đối phương danh tự, là Tiểu Điêu. Trước kia cùng Tiểu Điêu đại chiến, hắn cũng tiêu hao một ít huyền khí, hơn nữa còn bị thương, hiện tại hắn nhất định phải khôi phục huyền khí, triệt để khôi phục thương thế. Không chỉ chính hắn, Tiểu Điêu tổn thương cũng phải trước khôi phục mới được, bất quá cũng may, có hồng mông tử khí, bất kể là thương thế của hắn hay Tiểu Điêu tổn thương, đều khôi phục thật nhanh. Một lúc lâu sau, trạng thái của Tiểu Điêu và Dương Diệp đã khôi phục đến đỉnh phong, mà Tiểu Điêu, Đại Hắc cùng với Tiểu Hắc đều bị Dương Diệp kêu ra. Cửa sơn động cách đó không xa, bất kể là Tiểu Điêu, Dương Diệp, hay Đại Hắc Tiểu Hắc, thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Tiểu Điêu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng vuốt huy vũ lên. Ý là phải đi vào thật sao? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên đường cong. Đương nhiên phải vào đi. Nói xong, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém, một đạo kiếm khí từ trong vỏ kiếm kích xạ ra, cuối cùng trực tiếp bổ vào cửa sơn động. Cùng lúc đó, thanh âm xâm lãnh của Dương Diệp vang lên. Hôm nay Dương Diệp ta muốn đi qua, người nào ngăn ta, chết. Tiểu Điêu. Dương Diệp tự nhiên sẽ không ngốc đến cứ như vậy đi vào. Đi vào, ý nghĩa bị động, bởi vì hắn căn bản không biết bên trong có cái gì. Cho nên biện pháp tốt nhất là để cho đồ vật bên trong đi ra, ở bên ngoài, mọi người quang minh chính đại chiến một trận, sau đó đánh không lại, còn có thể trốn, nếu như ở bên trong, đánh không lại, khả năng cơ hội trốn cũng không có. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trực tiếp chui vào trong sơn động. Xuy, kiếm khí đi vào trong sơn động, nhưng động tĩnh gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, bất kể là Dương Diệp hay đám người Đại Hắc, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp bước ra một bước, sau một khắc, sát ý cùng kiếm ý trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào cổ sao, ngay sau đó hắn rút kiếm bổ một phát. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí tuyết trắng xẹt qua trời cao, cuối cùng bổ vào trên sơn động. Oanh! Sơn động bị Dương Diệp chém thành hai khúc, nhưng kiếm khí không vì vậy mà biến mất, trái lại dùng tốc độ cực nhanh bổ tới. Mới đầu! Những nơi kiếm khí đi qua, vách núi bị đánh nát, nhưng cũng không lâu lắm, đạo kiếm khí kia đột nhiên biến mất. Có chút không bình thường. Dương Diệp chau mày, đối phương đã mạnh đến ngay cả kiếm khí của hắn cũng có thể vô thanh vô tức diệt mất. Hẳn không phải,
nếu đối phương thật mạnh như vậy mà nói, đã sớm đi ra. Nhưng đối phương không có đi ra. Hiển nhiên, đối phương hoặc bởi vì nguyên nhân gì không cách nào đi ra, hoặc kiêng kỵ đội hình của bọn hắn, sau đó chờ bọn hắn đi vào. Về phần kiếm khí của hắn vô duyên vô cớ biến mất hắn cũng rất tò mò. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu. Nếu không, các ngươi ai vào xem. Đại hắc và tiểu hắc quay đầu nhìn về phía tiểu điêu. Tiểu điêu. Nhìn thấy biểu lộ của tiểu điêu có chút khó coi, Dương Diệp cười nói. Nói giỡn đấy. Hắn tự nhiên sẽ không để cho đối phương đi vào, bên trong nguy hiểm khó lường, cho đối phương đi vào, nói rõ là hố đối phương. Như vậy nhất định sẽ làm cho đối phương sinh lòng oán hận. Hơn nữa lợi dụng đối phương như vậy, khẳng định cũng sẽ để cho đám người tiểu hắc không thích. Còn nữa, hắn cũng không phải loại người như vậy. Hiện tại tiểu điêu đã đi theo hắn, loại sự tình hố thủ hạ này, hắn tự nhiên sẽ không làm. Nghe Dương Diệp nói, thần sắc của tiểu điêu có chút buông lỏng, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Mọi người chúng ta cùng nhau đi vào. Lúc này đây, không chỉ tiểu điêu, ngay cả đại hắc và tiểu hắc thần sắc cũng có chút khó coi. Hiển nhiên, đối với cái hắc động kia, chúng cũng vô cùng kiêng kỵ. Dương Diệp cười nói. Nếu như các ngươi sợ, vậy thì trốn vào tháp đi. Đại hắc và tiểu hắc nhìn nhau, sau đó trở về bên cạnh Dương Diệp, chúng cũng không ngốc, đi vào. Để cho Dương Diệp một người đi mạo hiểm, về sau còn muốn hảo hảo lăn lộn không? Tiểu điêu nghe Dương Diệp nói, có chút ý động, nhưng nhìn đại hắc và tiểu hắc tỏ thái độ, nó cũng vội vàng đi qua, biểu thị cùng Dương Diệp chung một chỗ. Nó cũng không ngốc. Dương Diệp vuốt đầu của đại hắc và tiểu hắc, sau đó cười nói. Tốt, để cho chúng ta vào xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, ngồi ở trên lưng đại hắc, sau đó nói. Đi. Đại hắc hiểu ý, mang theo Dương Diệp đi vào, tiểu điêu cùng tiểu hắc vội vàng đuổi theo. Tiến hành xúc động. Kỳ thật cũng không phải xúc động. Hắn biết rõ, trong sơn động này khẳng định có nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm thì thế nào? Hắn có lựa chọn sao? Có lựa chọn. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một là quay đầu trở về, hai là tiếp tục đi tới. Quay đầu trở về ý vị như thế nào, hắn biết rõ, ý nghĩa hắn rất có thể sẽ ngồi chờ chết. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tiến lên. Liều thoáng một phát, có lẽ có chuyển cơ. Vừa vào sơn động, một trận gió lạnh đánh úp lại, Dương Diệp không khỏi nhướng mày. Bởi vì cỗ gió lạnh này vậy mà trực tiếp xuyên qua bình chướng kiếm ý của hắn. Gió không đơn giản. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó đánh giá bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện, ở trong sơn động này, vậy mà không có vụ chướng. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa động, quả nhiên như hắn dự liệu, những vụ chướng kia muốn vào sơn động, đều bị gió lạnh ngăn cản. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía. Sau khi tiến vào động, Dương Diệp phát hiện, sơn động này rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhìn không tới đỉnh động, hai bên trái phải cũng nhìn không thấy biên giới, về phần phía trước cũng như thế, liếc nhìn không tới đầu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ đại hắc hiểu ý, tiếp tục đi tới. Bất kể là Dương Diệp hay đám thú đại hắc, lúc này đều bảo trì đề phòng cao độ. Thời gian không ngừng trôi qua, Dương Diệp và đám thú đại hắc đã đi gần nửa canh giờ, vẫn không có đến cuối cùng. Lúc này Dương Diệp xem như có chút minh bạch tại sao kiếm khí của mình không có động tĩnh. Bởi vì động này quá sâu, kiếm khí của hắn một đường thông suốt, khả năng đã không biết bắn đi nơi nào. Đương nhiên, cũng không bài trừ là có người hoặc yêu thú chơi đùa mất. Nói tóm lại, vẫn phải cẩn thận một ít. Càng đi vào sâu càng tối, bất quá cũng may, bất kể là hắn hay đám thú tiểu điêu, đêm tối đối với bọn họ mà nói đều không có ảnh hưởng gì, y nguyên có thể thấy rõ hết thảy. Đúng lúc này, đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu không hẹn mà cùng ngừng lại. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm giống như xà thổ tín. Nghe được thanh âm này, bộ lông của đại hắc và tiểu hắc đều dựng lên, trên người tiểu điêu cũng nhiều ra một tầng lân phiến dày đặc. Tay phải Dương Diệp cầm chuôi kiếm, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Nhưng một lát sau lại không có động tĩnh. Tiếp tục đi, Dương Diệp nói. Đại hắc do dự, sau đó tiếp tục đi đến. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung động, ngay sau đó, một cổ khí thế kinh khủng từ trong chỗ sâu như hồng thủy vọt tới. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn mang, thân hình khẽ động, từ trên lưng đại hắc nhảy xuống,
sau đó điên cuồng phóng ra kiếm ý cùng sát ý của mình, mà đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu cũng không nhàn rỗi, vội vàng phóng ra khí thế của mình. Rất nhanh, kiếm ý và sát ý của Dương Diệp cùng khí thế của đám thú đại hắc hội tụ lại với nhau, cuối cùng dũng mãnh lao tới. Oanh! Xa xa, lập tức truyền đến tiếng nổ lớn, nhưng sắc mặt Dương Diệp và đám thú đại hắc lại thay đổi. Bởi vì kiếm ý của Dương Diệp cùng khí thế của đám thú đại hắc bị đối phương tách ra rồi. Ở trong chỗ sâu, cổ khí thế kia tịch cuốn tới, tuy còn chưa tới, nhưng khí thức cường đại chấn Dương Diệp cùng ba con yêu thú không ngừng lui về phía sau. Đây là quái vật gì? Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, không có thời gian nghĩ nhiều, Dương Diệp bước ra một bước, rút kiếm chém, kiếm khí phá vỡ không gian, bởi vì lúc trước cổ khí thế kia bị ý cảnh của hắn cùng khí thế của đám thú đại hắc xung kích qua, bởi vậy lúc này cổ khí thế kia đã yếu hơn rất nhiều, cho nên kiếm khí của hắn dễ dàng đánh nát. Nhưng đúng lúc này, đại địa rung rung kịch liệt, ngay sau đó Dương Diệp cảm giác có đồ vật gì đó đang nhanh chóng tới gần. Tay phải Dương Diệp cầm chuôi kiếm thật chặt, gắt gao nhìn xa xa. Đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu cũng nhìn chằm chằm, lúc này chúng đã tụ lực, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Càng ngày càng gần. Rất nhanh, một cái đầu xuất hiện ở trong tầm mắt đám người Dương Diệp. Cái đầu gì? Đầu rắn. Đầu rắn cực lớn. Cái đầu rắn này lớn tới trình độ nào? Nói như thế này, một con mắt còn lớn hơn cả người Dương Diệp. Bất kể là Dương Diệp hay đám thú đại hắc, ở trước mặt đầu rắn, đều lộ ra quá nhỏ bé. Lên! Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía đầu rắn, đám thú đại hắc cũng không do dự, lập tức thả người nhảy lên, đụng về phía đầu rắn kia. Oanh! Theo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị đánh bay, ngay sau đó, đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu cũng bị chấn bay ngược. Tuy đám người Dương Diệp không có thụ thương gì, nhưng lần này giao phong, bọn hắn thất bại. Đúng lúc này, con rắn kia đột nhiên há miệng, sau đó mạnh mẽ khẽ hấp. Một cổ hấp lực cường đại từ trong miệng phun trào, Dương Diệp và đám thú đại hắc bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị hút vào. Bất quá cũng may, sau khi Dương Diệp phóng ra xong trọng ý cảnh và đám thú đại hắc phóng ra khí thế, hấp lực bị bọn hắn ngăn cản. Mà lúc này, sau lưng con rắn kia tựa hồ còn có đồ vật gì đó chạy đến. Rất nhanh, một cái đuôi rắn cực lớn từ trong đó chui ra. Đuôi rắn cực kỳ lớn, hắn lên, quấn quanh một sợi xiềng xích đen kịt, không chỉ đuôi rắn, bộ vị phía dưới đầu rắn cũng quấn quanh xiềng xích, những xiềng xích này gắt gao quấn quanh lấy cái đuôi đại xà. Đương nhiên, lúc này Dương Diệp không có tâm tư đi nghĩ những xiềng xích kia. Rút lui. Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động, ngồi ở trên lưng đại hắc, đối phương hiểu ý, xoay người rời đi. Bất kể loài rắn nào, mạnh nhất không phải đầu của bọn nó, mà là cái đuôi, hiện tại cự mãng mới dùng cái đuôi, khẳng định không phải nhường nhịn, mà là thân thể nó quá lớn, bởi vì thân thể quá lớn, cái đuôi của nó ngoặt tới cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Nói tóm lại, Dương Diệp biết rõ, đội hình của bọn hắn chơi không lại đại gia hỏa kia. Bởi vì bất kể là kiếm của hắn, hay móng vuốt của đám thú đại hắc, vừa rồi cùng cự mãng giao phong, đều không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Kỳ thật coi như phá vỡ, tác dụng cũng không phải quá lớn, bởi vì hình thể của đối phương lớn đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cũng may tốc độ của cự mãng không quá nhanh, bởi vậy đám người Dương Diệp đã trốn ra cửa động, thời điểm bọn hắn chuẩn bị trốn tiếp, nhưng lại phát hiện con cự mãng kia không có đuổi theo. Dương Diệp quay đầu nhìn, cửa động vừa vặn lộ ra con mắt của cự mãng, ở trong mắt tràn đầy lệ khí cùng hung quang. Không cách nào đi ra. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến trước kia cái đuôi của cự mãng treo xiềng xích. Gia hỏa này bị vây khốn sao? Dương Diệp cảm giác mình đoán 89 phần 10, cự mãng nhất định là bị khốn trụ, bằng không thì đối phương không có khả năng không đi ra. Ai vây khốn nó? Dương Diệp không có suy nghĩ cái này, hiện tại hắn cần nghĩ là nên làm cái gì bây giờ? Ngọn núi này, là nhất định phải qua. Trầm mặc hồi lâu, tay phải Dương Diệp đặt ở trước ngực. Sau đó nói, cùng kỳ lão huynh, ta cảm thấy là thời điểm ngươi nên ra tay rồi. Ngoại trừ cùng kỳ, hắn thật sự không có chiêu gì. Đương nhiên, còn có ngân hà kiếm đồ, hắn rất tự tin, nếu như thi triển ngân hà kiếm đồ, đừng nói cự mãng, ngu sơn này hắn cũng có thể hủy diệt. Nhưng ngân hà kiếm đồ dùng không nổi a. Hắn đã không có tuổi thọ để dùng rồi. Cho nên chỉ có thể là cùng kỳ.
nhưng cùng kỳ lại không trả lời. Ai? Dương Diệp đột nhiên thấp giọng thở dài nói. Ta vẫn cảm thấy, cùng kỳ lão huynh ngươi là tồn tại nghiêu bức nhất trong hung thú, nhưng ai, kỳ thật cũng rất bình thường, ai bảo cự mãng lợi hại như vậy, ngươi sợ nó, ta hiểu, thật sự lý giải. Ngươi bớt thả rắm. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó, một đạo hắc quang hiện ra, cùng kỳ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thời điểm nhìn thấy cùng kỳ, xa xa trong mắt hai con thiên ma lang xuất hiện kiêng kỵ, đối với cùng kỳ, chúng cực kỳ kiêng kỵ, phải biết lúc trước hai chúng nó liên thủ đối kháng cùng kỳ, không chỉ không làm bị thương cùng kỳ, ngược lại còn bị cùng kỳ kéo vào trong tháp. Không chỉ hai con thiên ma lang, trong mắt tiểu điêu cũng xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Cùng kỳ cho nó cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiểu điêu nhìn Dương Diệp một cái, hiện tại nó càng cảm thấy Dương Diệp thần bí. Nhìn thấy cùng kỳ đi ra, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, mà lúc này, cùng kỳ lại đột nhiên nói. Ngươi cười cái quỷ a, tiểu tử, trước kia ta cảm thấy trong 3 năm, ngươi lại hố như thế nào, khẳng định cũng hố không chết ta, nhưng hiện tại ta xem ra, có lẽ không cần 3 năm, ta sẽ bị ngươi bẫy chết. Trong lòng cùng kỳ có chút biệt khuất. Từ khi đi theo Dương Diệp, phiền toái là càng ngày càng nhiều, hơn nữa một cái nguy hiểm hơn một cái, coi như là nó, cũng có chút ăn không tiêu. Dù sao thực lực bây giờ của nó còn không có triệt để khôi phục. Dương Diệp cười ngượng ngùng. Ta đây không phải là không có cách nào sao? Cùng kỳ hung hăng trừng Dương Diệp. Ngươi không có cách nào, vậy ngươi bớt gây họa a. Tiểu tử, nói thật, ngươi là người mệnh cứng nhất ta đã thấy qua, có thể gây tai họa như vậy, nhưng lại còn sống. Nếu không phải ở Ngân Hà Tinh Vực, ta thật sự sẽ cảm thấy tiểu tử ngươi và Diêm Quân là huynh đệ sinh tử. Dương Diệp cười khổ nói. Cùng kỳ lão huynh, việc này thật đúng là không thể trách ta, chính ngươi bình luận phân xử, sau khi ta đi vào chỗ này, đều cẩn thận từng ly từng tí, có thể ít xuất hiện, thì tuyệt đối không cao điệu. Thế nhưng những thứ này ỷ vào sống lâu, chúng khi dễ người a. Ngươi nói một chút, ta chỉ là mượn đường mà thôi, những thứ này chết sống không cho, sau đó một lần lại một lần đánh đập, chúng là khi dễ ta tuổi còn nhỏ a. Mượn đường. Cùng kỳ lắc đầu. Ngươi không biết tập tính của yêu thú sao, chúng cực kỳ để ý địa bàn của mình, mặc kệ người hay yêu thú nào tiến vào, đều bị coi là đang gây hấn với chúng. Nói xong, hắn nhìn Dương Diệp một cái, lại nói. Ngươi đến nơi này, là vì sinh mệnh chi thủy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cùng kỳ trầm mặc, thần sắc có chút ngưng trọng. Thấy cùng kỳ như vậy, thần sắc Dương Diệp cũng ngưng trọng lên. Tính cách của cùng kỳ hắn cực kỳ tinh tường. So với hắn còn coi trời bằng vung, từ khi biết nó đến bây giờ, giống như chỉ thấy nó kiêng kỵ Hồng Mông Tháp, trừ đó ra, cho dù là kiếm vô cực lúc trước, nó cũng chỉ cảm thấy không tệ mà thôi. Đương nhiên, hắn biết rõ, cùng kỳ không phải tự đại, hắn không biết lai lịch của cùng kỳ, nhưng hắn biết rõ, thằng này tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, thần sắc của nó lại ngưng trọng lên. Ở đây để cho cùng kỳ cũng cảm thấy nguy hiểm. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy nguy hiểm, Dương Diệp hỏi. Cùng kỳ trầm mặc một hồi, sau đó nói. Kỳ thật, hiện tại ngươi không nên tới đây, chỗ này không phải ngươi bây giờ có thể tới. Ở đây, cho dù là ta hiện tại, cũng cảm giác rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, cùng kỳ cũng cảm giác rất nguy hiểm. Lúc này cùng kỳ lại nói. Kỳ thật, đối với ngươi mà nói, cũng không tính là chuyện xấu, ít nhất cho ngươi minh bạch. Thực lực của ngươi bây giờ, còn rất yếu. Bằng không thì tiểu tử ngươi rất có thể sẽ tự tin mất phương hướng. Dương Diệp cười khổ, không thể không nói, mặc dù trước kia hắn biết trên đời này khẳng định có người mạnh hơn hắn, nhưng hắn cảm thấy, ở vị diện này, hẳn không có gì có thể uy hiếp được hắn rồi. Đặc biệt là sau khi nhiều thêm hai con thiên ma lang, lúc kia, hắn xác thực rất tự tin, cảm thấy ở hạ vị diện không có chỗ nào là hắn không thể đi. Nhưng đi tới hung vực, hắn phát hiện, nguyên lai sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, kiếm siêu việt phẩm giai, trảm thiên bạt kiếm thuật. Những thứ này kỳ thật cũng không có gì không dậy nổi. Lúc này, cùng kỳ lại nói. Nếu như không phải vì tuổi thọ của tiểu tử ngươi xuất hiện vấn đề, ta sẽ bảo người ly khai. Nhưng hiện tại để người ly khai, tương đương với bảo người đợi chết. Cho nên tiếp tục đi tới a. Thế nhưng ngay cả ngươi cũng cảm thấy nguy hiểm. Dương Diệp nói. Cùng kỳ nói. Không nói cái này,
ta trước giúp ngươi giải quyết tên trong động kia. Thực lực của nó rất mạnh. Dương Diệp nhắc nhở. Cùng Kỳ lắc đầu. Ta đi qua vô số ngân hà, vô số thế giới, yêu thú có thể uy hiếp ta, chưa từng thấy qua. Như vậy trong yêu thú, ngươi không phải vô địch rồi sao? Dương Diệp nói. Ta cũng muốn. Cùng Kỳ trợn trắng mắt. Không có gặp qua, không có nghĩa là không có. Hơn nữa ở quê quán của ta, còn có bốn loại yêu thú có thể uy hiếp được ta. Bốn loại yêu thú kia, gặp, ta cũng chỉ có chạy trốn. Bốn loại nào? Dương Diệp có chút tò mò, có thể uy hiếp được Cùng Kỳ, làm cho Cùng Kỳ cũng chỉ có thể trốn, hắn xác thực rất ngạc nhiên. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Chân Long, Chân Phượng, bất quá cũng may, có thể được xưng Chân Long cùng Chân Phượng, cũng chỉ có hai cái. Chân Long, Chân Phượng, rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ nói. Nói như thế này, nếu như bọn hắn nguyện ý cho ngươi một giọt máu mà nói, nhục thể của ngươi sẽ mạnh hơn thiên ma bá thể gấp mấy chục lần. Dương Diệp. Cùng Kỳ lại nói. Ngoại trừ Chân Long cùng Chân Phượng, còn có một gia hỏa rất khủng bố, người này, coi như Chân Long Chân Phượng nhìn thấy nó, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Là cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng nhìn về phía Cùng Kỳ, chúng cũng rất tò mò đến tột cùng là yêu thú gì ngay cả Cùng Kỳ cũng kiêng kỵ như vậy. Trúc Long. Cùng Kỳ nói đến đây, thần sắc rất ngưng trọng. Trúc Long. Dương Diệp lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu. Tuy giống như Chân Long đều là Long, nhưng lại không cùng mạch. Thằng này có chút biến thái, lúc trợn mắt, ánh sáng ngập trời, tức là ban ngày, lúc nhắm mắt thiên hôn địa ám, tức là đêm tối. Bất quá trước kia gia hỏa này quá kiêu ngạo, mỗi ngày gây rắc rối, giống như ngươi, cuối cùng bị phạt trấn thủ ở chỗ đó, thời gian không quá tốt ha. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, cái gì gọi là giống như ta rất ít xuất hiện được không nào. Ngươi đừng có cảm thấy oan ức. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp nói. Năng lực gây rắc rối của tiểu tử ngươi không thua nó chút nào, nếu ngươi không sửa tính tình của mình, nó là vết xe đổ của ngươi. Kỳ thật ta ngược lại cảm thấy. Ngươi cùng nó rất xứng, nếu các ngươi ở cùng một chỗ mà nói, dùng năng lực gây rắc rối của hai người các ngươi, chậc chậc. Dương Diệp. Lúc này Cùng Kỳ lại nói. Một cái cuối cùng, nàng chưa tính là yêu, phải nói là nửa người nửa yêu, thực lực của nàng bình thường, chính yếu nhất chính là nhân mạch của nàng, đắc tội nàng, thật sự chết như thế nào cũng không biết. Cho dù là Trúc Long nhìn thấy nàng, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không có biện pháp, giúp đỡ của nàng nhiều lắm. Nói đến đây, Cùng Kỳ đột nhiên duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ bả vai Dương Diệp, sau đó nói. Tiểu tử, sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có ta ở đây, ngươi có thể không kiêng nể gì cả. Không nói người, chỉ nói yêu thú, trên thế giới này, ngoại trừ chút ít ta mới vừa nói, còn có rất nhiều yêu thú cường đại, tuy ta không sợ chúng, nhưng người ta cũng không sợ ta, thật muốn đánh, ta cùng rất nhiều yêu thú thắng bại cũng không quá đáng là 55. Thậm chí càng ít, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thụ giáo. Xác thực là thụ giáo. Cùng Kỳ nói với hắn nhiều như vậy, mục đích chỉ có một, chính là để cho hắn hiểu được, không thể cảm thấy có Cùng Kỳ ở đây, hắn làm việc có thể không kiêng nể gì cả. Xác thực, sở dĩ hắn dám một mực xâm nhập, ngoại trừ thần kinh hắn không ổn định, còn có một nguyên nhân, chính là có Cùng Kỳ. Nhưng vạn nhất ngày nào đó gặp được nguy hiểm mà Cùng Kỳ cũng không giải quyết được. Như vậy làm sao bây giờ? Nói cho cùng, không thể quá mức dựa vào Cùng Kỳ, phải nói, không thể quá mức dựa vào bất luận ngoại vật gì. Chính mình mạnh mới là thật mạnh. Minh bạch là tốt rồi. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Ngươi là người có đại khí vận, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm, điều kiện tiên quyết là không chết. Dương Diệp cười cười, giống như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi. Ngươi nói, nếu như chúng ta kéo Chân Long Chân Phượng, còn có Trúc Long gì cai vào trong tháp. Ngươi là muốn chết. Cùng Kỳ cắt đứt Dương Diệp, tức giận nói. Tiểu tử ngươi có thể đừng ảo tưởng hay không? Kéo bọn nó vào đây. Ngươi thật có thể nghĩ. Chúng còn lợi hại hơn tiểu tháp. Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ sửng sốt, suy nghĩ một chút, Cùng Kỳ lắc đầu. Không có, thế nhưng ai đi kéo? Ngươi đi kéo à, dù sao ta là sẽ không đi kéo. Dương Diệp. Được rồi, đừng nói nhảm. Giải quyết ra hỏa kia, ta còn có chuyện quan trọng phải làm.
Cùng Kỳ nói xong, quay người đi đến cửa động. Muốn hỗ trợ hay không? Dương Diệp vội hỏi. Cùng Kỳ không nói gì, bởi vì nó đã chui vào trong sơn động. Rầm rầm rầm. Trong sơn động truyền đến từng tiếng nổ lớn, rất nhanh, từng tiếng kêu rên truyền ra. Nghe được tiếng kêu rên, trong nội tâm Dương Diệp lập tức thở dài một hơi. Bởi vì tiếng kêu rên không phải của Cùng Kỳ. Thực lực của Cùng Kỳ lại tăng lên. Dương Diệp phát hiện một điểm, mỗi lần Cùng Kỳ xuất hiện, thực lực đều mạnh hơn trước, tựa như lúc này, thực lực của Cùng Kỳ so với lúc trước đại chiến thiên ma chủ lại mạnh hơn. Bất quá cái này cũng bình thường, phải biết Cùng Kỳ ăn sống một con ma long, hắn tiêu hóa ma long, thực lực của mình nhất định là đang nhanh chóng khôi phục. Nói tóm lại, Cùng Kỳ khôi phục thực lực, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Tuy không thể quá dựa vào Cùng Kỳ, nhưng kia cũng phải xem trường hợp nào. Ở chỗ này, không dựa vào nó thì dựa vào ai? Cái chỗ dựa này, ngu sao mà không dùng a? Bất quá lại không thể nghĩ có Cùng Kỳ, mình liền vô địch thiên hạ. Thời gian không ngừng trôi qua, đại địa run rẩy, không chỉ đại địa, giờ phút này ngay cả Ngô Sơn cũng phảng phất như bắt đầu run rẩy. Trong sơn động, tiếng nổ lớn không ngớt không dứt, bất quá rất nhanh, tiếng nổ càng ngày càng ít, chỉ còn lại có tiếng kêu rên. 15 phút sau, Cùng Kỳ từ trong sơn động nghênh ngang đi ra, nó đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Có thể đi vào nhặt xác rồi. Dương Diệp. Chết rồi hả? Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ lắc đầu. Không có chết, nhưng không sai biệt lắm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn liếc Cùng Kỳ, ở trên người Cùng Kỳ, tuy nhìn từ ngoài, Cùng Kỳ không có bị thương, nhưng Dương Diệp biết rõ, Cùng Kỳ giải quyết đối phương, khẳng định không nhẹ nhàng như vậy. Thực lực con cự mãng kia cực kỳ cường đại. Lúc này Cùng Kỳ nói. Nó bị khốn trụ, thực lực không cách nào thi triển, bằng không thì ta muốn giải quyết nó, sẽ không đơn giản giống như hiện tại. Vào đi, nó đối với người mà nói, có lẽ trợ giúp rất lớn. Dương Diệp tự nhiên minh bạch ý tứ của Cùng Kỳ đánh đối phương tàn phế. Hiện tại hắn cần phải làm là đi thu phục đối phương. Có Hồng Mông Tháp, cái này với hắn mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Lúc này Cùng Kỳ lại nói. Ta đến một thời kỳ mấu chốt, trong thời gian ngắn không thể đi ra, nếu như gặp được nguy hiểm không thể địch, người bỏ chạy a. Dương Diệp. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Không phải nói giỡn với ngươi, lại càng không phải gài ngươi. Nếu như là chuyện như thế này, ta nhất định sẽ kéo dài một chút, dù sao ở chỗ này đối với ngươi mà nói, quá mức nguy hiểm, nhưng không có biện pháp. Trước kia hấp thu ma long, ta đã tụ tập tất cả năng lượng lại, hiện tại đang chuẩn bị duy nhất một lần hấp thu, nếu như thành công, thực lực của ta có thể khôi phục đến 7 thành thời kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, Cùng Kỳ dừng một chút, lại nói. Sở dĩ không thể kéo, là vì ta đã kéo rất nhiều lần này nếu như không hấp thu, những năng lượng này ở trong cơ thể ta có thể sẽ bạo tạc nổ tung. Trước kia ta một mực áp xúc chúng, mục đích là vì để cho chúng càng thêm tinh thuần. Hiện tại ta đã không cách nào áp xúc, bởi vì chúng đã bị ta áp xúc đến cực hạn. Ta nghĩ ngươi đã hấp thu hết. Dương Diệp nói. Cùng Kỳ lắc đầu. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi. Cái gì cũng có thể hấp thu rất nhanh. Trong cơ thể ngươi có vật kia, nó có thể dùng tốc độ nhanh nhất chuyển đổi bất luận năng lượng gì thành tử khí tinh thuần nhất cung cấp cho ngươi. Thế nhưng chúng ta không có vật, chúng ta chỉ có thể tự mình đi áp xúc. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nếu không ngươi nuốt đại mãng kia đi, không có tác dụng gì. Cùng Kỳ nói, sở dĩ ma long kia hữu dụng với ta, là vì nó là long tộc, trên người có huyết mạch của chân long nhất tộc, tuy đã mỏng manh đến tình trạng có thể xem nhẹ, nhưng dù sao vẫn có một tia, cho nên với ta mà nói có chút tác dụng. Mà đại mãng này, tuy ăn cũng có chút tác dụng, nhưng tác dụng lại không lớn, lưu cho ngươi, ở nơi này có nó bảo vệ, ngươi sẽ không nguy hiểm quá lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tốt, ngươi an tâm hấp thu, chuyện còn lại giao cho ta là được. Nói đến đây, Dương Diệp giống như nghĩ tới điều gì, huyền khí truyền âm cho Cùng Kỳ. Có một nữ tử thần bí một mực đi theo ta, ngươi có phát hiện nàng không? Bởi vì nữ tử thần bí một mực không có xuất hiện, hắn thiếu chút nữa quên mất đối phương. Mặc dù đối phương không có xuất hiện, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương căn bản không có đi, vẫn còn đi theo hắn. Nghe Dương Diệp nói, Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tiếp tục huyền khí truyền âm.
ngay cả ngươi cũng không phát hiện được. Tiểu tử, ta không phải vạn năng. Cùng Kỳ tức giận nói. Trong lòng ta, ngươi là vạn năng a. Dương Diệp vội vàng mã thí tâng bốc. Ngươi bớt vuốt mông ngựa đi. Cùng Kỳ lắc đầu. Chỗ này có chút quỷ dị, đừng nói ngươi, dù ta ở chỗ này cũng phải cẩn thận chút ít. Nữ nhân kia đã không có xuất thủ với ngươi, chứng minh nàng hẳn không có ác ý. Ngươi yên lặng theo dõi Kỳ biến đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Dương Diệp cười khổ nói. Hiện tại hắn không có biện pháp gì, bất quá cũng may, đối phương giống như không có ý tứ xuất thủ với hắn. Cẩn thận một chút. Cùng Kỳ nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u chui vào trước ngực Dương Diệp. Trong trang, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đi thôi, chúng ta vào xem đại gia hỏa kia. Nói xong, Dương Diệp đi vào, Đại Hắc và Tiểu Hắc, còn có Tiểu Điêu vội vàng đi theo. Dương Diệp không có chú ý tới, lúc này Tiểu Điêu đối với hắn so với trước càng thêm cung kính. Cái này tự nhiên là bởi vì Cùng Kỳ. Tiến vào sơn động, trong sơn động, một đống bừa bộn. Ở trước mặt Dương Diệp cách đó không xa, là con rắn kia, thế nhưng lúc này con rắn kia đã huyết nhục mơ hồ, ở trên đầu trải rộng dấu móng tay, máu tươi như suối không ngừng tuôn ra, thoạt nhìn có chút khủng bố. Hấp hối, lúc này nó đã hấp hối. Dương Diệp đi tới trước con rắn, không nói nhảm, tay phải hắn khẽ vẫy, Đại Hắc và Tiểu Hắc hiểu ý, trực tiếp ôm lấy con rắn kia, muốn kéo vào Hồng Mông Tháp, bất quá rất nhanh, Đại Hắc và Tiểu Hắc ngừng lại, bởi vì căn bản kéo không vào được, không phải nguyên nhân hình thể, thế giới trong Hồng Mông Tháp sao mà to lớn, đừng nói một cự mãng, mấy trăm vạn cự mãng cũng dư xài. Sở dĩ kéo không vào, là vì những xiềng xích trên người cự mãng. Những xiềng xích kia gắt gao quấn quanh cự mãng, bởi vậy Đại Hắc và Tiểu Hắc không cách nào kéo vào trong Hồng Mông Tháp. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên những xiềng xích kia, xiềng xích lớn cỡ nắm đấm, đen nhánh, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì, bất quá kẻ đần cũng biết xích sắc khẳng định không phải bình thường, bằng không thì không có khả năng khóa cự mãng ở địa phương quỷ quái này rồi. Muốn kéo đối phương vào, trước phải phá xích sắt. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó mang theo đám thú Đại Hắc đi đến chỗ sâu. Cái khóa sắt này quấn quanh toàn thân cự mãng, chỉ có chặt đứt gốc mới được. Theo thân thể cự mãng đi vào, lần này đi làm Dương Diệp kinh ra mồ hôi lạnh, hiện tại hắn mới phát hiện, cự mãng so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, thân thể cự mãng ít nhất dài hơn vạn trượng, nếu như không phải bị khóa sắt quấn quanh, khiến nó phát huy bình thường, Cùng Kỳ muốn giải quyết nó, rất khó khăn. Rất nhanh, rốt cục đi tới cuối. Ở cuối cùng, có một khe hở màu đen. Một đầu xiềng xích cắm vào trong đó, mà một đầu khác thì trói ở trên người cự mãng. Mà ở bên cạnh khe hở, có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có chữ viết. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên tấm bia đá, chỉ thấy trên đó viết, viễn cổ đế mãng, sống ở thời kỳ viễn cổ, trời sinh tính thô bạo, gặp vật liền ăn, vạn vật có linh, ta thấy nó tu hành không dễ, không đành lòng chém giết, đặc biệt vây nó ở chỗ này, nếu nó có thể tu thân dưỡng tính. Khí tức thô bạo trên người biến mất, trận này tự động tiêu trừ, nếu không, khốn nó vĩnh viễn cùng thiên địa. Vĩnh viễn cùng thiên địa. Dương Diệp lắc đầu, viễn cổ đế mãng rất bi kịch, kỳ thật cũng là tìm đường chết, bởi vì đối phương rõ ràng không có tu thân dưỡng tính, bất quá cũng phải, để cho một con yêu thú đi tu thân dưỡng tính không thực tế a. Dương Diệp tiếp tục nhìn xuống. Kẻ đến sau nếu muốn thả con thú này, nhớ kỹ, con thú này trời sinh tính hung lệ. Cực kỳ có khả năng phệ chủ. Trời sinh tính hung lệ, phệ chủ. Dương Diệp lắc đầu nói. Tiền bối yên tâm, ta sẽ hảo hảo dạy nó làm người, không đúng, là hảo hảo làm xa. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước mặt khe hở, đang lúc hắn muốn xuất thủ, khe hở lại đột nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, đang muốn xuất thủ, nhưng lúc này khe hở lại ầm ầm vỡ vụn. Không chỉ khe hở, xiềng xích quấn trên người cự mãng cũng ầm ầm vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Cái phong ấn này không đơn giản a. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hiển nhiên đối phương nhất định là biết rõ hắn muốn thả cự mãng, cho nên thời điểm hắn tới gần trận pháp tự động phá hủy. Thế nhưng đối phương làm sao biết được? Không có đáp án. Dương Diệp cũng không có đi xoắn suýt vấn đề này, trên đời dị sĩ vô số, đối phương có thể vây khốn viễn cổ đế mãng. Kỳ thật thực lực khẳng định đã đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Đối phương khẳng định ở đó làm tay chân gì, bởi vậy hắn tiếp cận, ý nghĩ của hắn đã bị khe hở biết được,
cho nên có một màn hiện tại. Đồng dạng, hắn tin tưởng, nếu như hắn không muốn thả cự mãng, trận pháp này chắc chắn sẽ không tự động phá hủy. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp phất tay nói. Bắt nó vào đi. Đại Hắc và Tiểu Hắc hiểu ý, lập tức kéo viễn cổ đế mãng chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, mặc dù biết nữ nhân thần bí kia ở chung quanh, nhưng không có biện pháp, cùng kỳ cũng phát hiện không được đối phương, có thể tưởng tượng, đối phương quỷ dị đến cỡ nào. Kiếm vực. Hắn ngược lại muốn dùng, nhưng thật sự là dùng không nổi, vạn nhất hắn phát hiện đối phương, sau đó đối phương xuất thủ, không cần phải nói, hắn lập tức vẫn lạc. Khó giải. Như cùng kỳ nói, hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp xếp bằng, Tiểu Điêu hộ pháp ở bên cạnh. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, lúc này viễn cổ cự mãng đã ở trong hồng mông tháp tầng thứ nhất, tuy suy yếu không chịu nổi, nhưng nó vẫn thanh tỉnh, lúc này khóa sắt biến mất, ở trong mắt nó có giải thoát, nhưng sau khi đi vào hồng mông tháp, giải thoát trong mắt lập tức biến thành hiếu kỳ. Phân thân của Dương Diệp đi tới trước mặt cự mãng lập tức nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngược lại có chút bình tĩnh. Dương Diệp cũng không quanh co lòng vòng, hiện tại hắn cũng không có thời gian cùng đối phương quanh co lòng vòng, lập tức nói. Giao ra một tia thú hồn, đi theo ta, có thể có sống, bằng không thì sống không bằng chết. Cự mãng nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên trong mắt nó lệ khí thoáng hiện, mở miệng cắn về phía Dương Diệp. Oanh! Thời điểm cự mãng há mồm đánh về phía Dương Diệp, một cổ lực lượng thần bí từ phía chân trời rớt xuống, sau đó trực tiếp oanh lên người cự mãng. Bành! Bất ngờ không đề phòng, viễn cổ đế mãng bị cổ lực lượng kia oanh dán ở trên mặt đất, nhưng cổ lực lượng kia lại không biến mất, một đạo đón lấy một đạo từ phía chân trời rơi xuống, cuối cùng rơi vào trên người viễn cổ đế mãng. Rất nhanh, trong trang vang lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm kia, không thể dùng thảm để hình dung. Một bên, Đại Hắc và Tiểu Hắc lắc đầu, trước kia Tiểu Điêu tìm đường chết, hiện tại viễn cổ đế mãng lại tìm đường chết. May mắn lúc trước chúng không có làm như vậy, cho nên ăn thông khô nhẹ hơn nhiều lắm. Thân thể viễn cổ đế mãng cực kỳ to lớn, dài đến gần vạn trượng, lúc này ở dưới lực lượng thần bí kia trấn áp, thân thể triệt để cuốn thành một đoàn, sau đó điên cuồng sợ run. Dương Diệp xếp bằng ở giữa không trung, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn viễn cổ đế mãng. Vị cường giả thần bí kia nói không sai, viễn cổ đế mãng xác thực trời sinh thô bạo, đối với loại yêu thú viễn cổ này. Phương pháp bình thường là không thể, chỉ có đánh đến đối phương triệt để chịu phục mới được. Tiếng kêu rên của viễn cổ đế mãng càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Nhưng Dương Diệp không nói gì. Cổ lực lượng kia y nguyên tồn tại. Không biết qua bao lâu, viễn cổ đế mãng triệt để không có động tĩnh. Không phải chết, mà ngay cả năng lực run rẩy cũng không có. Một bên... Trong mắt Đại Hắc và Tiểu Hắc hiện lên một tia không đành lòng, bất quá chúng không nói gì. Ai kêu vừa rồi thằng này lại muốn ăn Dương Diệp. Qua 15 phút, Dương Diệp phất phất tay, hồng mông tháp rất nể tình, cổ lực lượng thần bí kia biến mất. Dương Diệp bay đến trước mặt viễn cổ đế mãng, nhìn viễn cổ đế mãng suy yếu đã sắp tắt thở nói. Một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc là chết. Rất nhanh, viễn cổ đế mãng mở mắt, nó cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi cốt khí, ta kính nể, nhưng ngươi đã lựa chọn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn về phía Đại Hắc còn có Tiểu Hắc. Chúng ta đi. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu, đi ra hồng mông tháp, sau khi chúng rời đi, phân thân của Dương Diệp cũng triệt để biến mất. Trong chàng chỉ còn lại viễn cổ đế mãng. Hồng mông tháp cũng không có xuất thủ với viễn cổ đế mãng, bất quá thời điểm viễn cổ đế mãng hơi khôi phục, lực lượng thần bí kia xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy, mỗi khi viễn cổ đế mãng hơi khôi phục thoáng một phát, cổ lực lượng kia sẽ xuất hiện, lần nữa đánh nó về nguyên hình. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở trên người viễn cổ đế mãng. Đối phương đã có cốt khí như vậy, không sao, hồng mông tháp chơi với nó, dù sao hiện tại đối phương chạy không thoát, có rất nhiều thời gian. Đối phương chỉ có hai lựa chọn, một là thần phục hắn, hai là tự sát, hắn không cho rằng đối phương sẽ tự sát,
sống nhiều năm như vậy, lại bị giam không biết bao nhiêu năm, hiện tại rốt cục có cơ hội thoát khốn, đối phương làm sao có thể tự sát. Nếu như muốn tự sát, lúc trước bị giam đã tự sát. Đối phương đến bây giờ không có tự sát, hiển nhiên là không muốn chết. Nếu không muốn chết, chuyện kia liền dễ làm rồi. Hồng Mông Tháp chậm rãi chơi với đối phương, dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu chút thời gian này. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào vách núi xa xa, tuy đã không có đường, nhưng có thể đánh ra một con đường. Dương Diệp cũng không cố kỵ, thu đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu vào Hồng Mông Tháp, hóa thành một đạo kiếm quang chui vào vách núi. Ngu Sơn to lớn, thật sự vượt qua Dương Diệp đoán trước, hắn ngự kiếm ở trong lòng núi phi hành gần một canh giờ, vẫn không có thể xuyên qua núi này. Bất quá cũng may, trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì, hiển nhiên lòng núi là địa bàn của viễn cổ đế mãng, yêu thú bình thường căn bản không dám đi vào, bởi vậy trên đường đi hắn không có gặp phiền toái. Ngự kiếm hai canh giờ, Dương Diệp rốt cục chui ra lòng núi Ngu Sơn. Lúc này Dương Diệp xác thực rất may mắn lúc trước không có lựa chọn đường vòng, nếu đường vòng, chỉ sợ hai ngày hai đêm cũng không thể vượt qua Ngu Sơn. Nhìn ra xa, như trước tràn đầy vụ trướng, bất quá lúc này bởi vì đã giữa trưa, vụ trướng cũng không có đậm đặc như vậy. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua Ngu Sơn sau lưng, đối với trên núi, hắn kỳ thật có chút tò mò, nếu như có thực lực mà nói, hắn ngược lại muốn đi lên nhìn một chút, bất quá thực lực của hắn hiển nhiên không đủ, cho nên chỉ có thể ngẫm lại. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp quay người nhìn về phía xa xa, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở trong vụ trướng. Đám thú đại hắc cũng không biết vị trí chuẩn xác của u ám xâm lâm, chúng chỉ biết phương hướng đại khái, mà bây giờ Dương Diệp đi đúng là phương hướng đại khái kia, tuy như vậy có khả năng đi nhầm, nhưng không có biện pháp, hắn đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi như vậy. Hắn ngược lại muốn tìm người hoặc yêu hỏi thăm, đáng tiếc, ngay cả quỷ ảnh cũng không có. Nếu quả thật gặp được người hoặc yêu, hắn ngược lại phải cẩn thận rồi. Tuy lúc này là giữa trưa, nhưng ánh mặt trời lại không thể xuyên qua vụ trướng, chỉ có thể xuyên thấu qua vụ trướng, chứng kiến một tia sáng yếu ớt. Két sát. Đúng lúc này, dưới chân Dương Diệp đột nhiên truyền đến tiếng vang thanh thúy. Dương Diệp dừng bước lại, cúi đầu nhìn, ở dưới chân hắn dĩ nhiên là một bộ hài cốt. Thi cốt người. Có người đến qua. Trầm mặc một cái chớp mắt, hai tay Dương Diệp xoay tròn, sau đó nhẹ nhàng chấn động, trong chốc lát, một cỗ khí thế lăng không xuất hiện ở bốn phía. Vụ trướng ở bốn phía Dương Diệp bị cổ khí thế này chấn thối lui, khi vụ trướng thối lui, Dương Diệp thấy rõ tràng cảnh, không khỏi nhíu mày. Ở chung quanh hắn, còn có mười mấy thi cốt nhân loại, ngoại trừ thi cốt nhân loại, còn có một vài thi cốt hình dạng quái dị, từ ngoại hình đến xem, là yêu thú không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, ở đây đã từng phát sinh qua đại chiến, sau đó song phương đều chết. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên những hài cốt nhân loại, những người này ai? Vậy mà có thể đến nơi đây, có thể nói, nếu như hắn không có cùng kỳ trợ giúp, muốn đi đến nơi đây, cơ hồ là không thể nào. Mà những người này lại có thể đi đến nơi đây, có thể tưởng tượng, thực lực của bọn hắn cường đại như thế nào. Thế nhưng đều chết ở chỗ này rồi. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thi cốt của những yêu thú kia, từ thi cốt là nhìn không ra yêu thú gì, bất quá hình thể của những yêu thú này không lớn, phải nói rất nhỏ, lớn cỡ người bình thường. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, cả người nhẹ nhàng lui mấy trăm trượng, đồng thời hắn vô cùng đề phòng, rất nhanh cách đó không xa, một thi tốt nhân loại đột nhiên chuyển động, một trung niên xuất hiện ở trên hài cốt, thân thể trung niên là hư ảo, hiển nhiên đây là một hồn phách. Ta cho rằng sẽ không thấy được nhân loại nữa. Ánh mắt trung niên rơi vào trên người Dương Diệp. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, vậy mà lại có người đến. Hơn nữa còn là một hư giả cảnh. Hư giả cảnh, thật làm cho người khó có thể tin. Tiền bối là? Dương Diệp hỏi. Trung niên lắc đầu. Không có ý nghĩa rồi. Giúp ta một việc được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên. Mời nói. Trung niên cúi đầu nhìn thoáng qua những thi cốt chung quanh, sau đó nói. Nếu như người có thể đi ra ngoài, mang thi cốt chúng ta ra ngoài, sau đó tìm một chỗ mai táng. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Sau đó lại nói, những thi cốt yêu thú này cũng cùng nhau mang ra ngoài, đều là chút ít yêu thú đáng thương. Yêu thú đáng thương, Dương Diệp khó hiểu, vĩnh viễn bị giam cầm, cho dù chết,
cũng không cách nào tiến nhập luân hồi, người nói đáng thương hay không? Trung niên nói, tiền bối biết rõ lai lịch của hung vực này. Dương Diệp hỏi, biết rõ một ít. Trung niên nói, ta biết rõ, người cũng muốn biết, nhưng cái này đối với người không có lợi, người còn rất yếu, biết rõ sự tình như thế này, sẽ chết. Dương Diệp trầm mặc, đối phương nói hắn yếu, kỳ thật người ta nói cũng có đạo lý. Không cần phải nói, thực lực của trung niên trước mắt khẳng định không phải hắn có thể so sánh. Lúc này, trung niên đột nhiên cong ngón búng ra, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Quyền kỹ mạnh nhất của ta, đối với người bây giờ, có lẽ rất có trợ giúp, cái này xem như là tạ lễ của ta. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thu quyển trục vào, sau đó nói. Trước kia tiền bối nói, ở chỗ này, không cách nào tiến nhập luân hồi, đây là ý gì? Trung niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nơi đây, có lực lượng thần bí, phàm là người vẫn lạc ở chỗ này, kể cả yêu thú, vĩnh viễn không cách nào tiến nhập luân hồi. Luân hồi, thực lực của ngươi bây giờ yếu kém, còn không tiếp xúc đến luân hồi, ngày sau ngươi sẽ minh bạch luân hồi là như thế nào, cũng sẽ minh bạch, cái này đối với tu luyện giả chúng ta ý vị như thế nào. Luân hồi. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng trung niên lại lắc đầu, sau đó nói. Ta không có thời gian rồi, ta chết quá lâu, sợi năng lượng này có thể bảo trì đến bây giờ, có thể nói là kỳ tích, không cách nào trả lời ngươi cáu nhiều vấn đề. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một long ấn lớn cỡ bàn tay xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp đang muốn hỏi, nhưng long ấn lại trực tiếp chui vào mi tâm Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía trung niên. Một tín vật. Trung niên nói. Nếu có một ngày ngươi đến một quốc gia tên là Âm Nguyệt Đế Quốc, nếu như ngươi cảm thấy hoàng đế kia không tệ mà nói, cho hắn thứ này, nếu như ngươi cảm thấy hắn không được, vậy thì dùng vật ấy phế hắn đi, thay ta ở trong hoàng thất tìm một người ngươi cảm thấy không tệ, để cho hắn trưởng quản đế quốc. Với tư cách thù lao, trong ấn che giấu ngũ hành bất diệt thể, ngươi có thể tu tập. Âm Nguyệt Đế Quốc, ngũ hành bất diệt thể. Người trước mắt là ai? Sao lại tới đây? Dương Diệp có chút mộng, hắn có rất nhiều nghi vấn, đang muốn hỏi, lúc này trung niên kia đột nhiên nói. Vị bằng hữu sau lưng người kia, nàng. Vị bằng hữu sau lưng kia. Dương Diệp vốn ngẩn người, sau đó toàn thân sởn hết cả gai ốc. Người có thể gặp nàng, người vậy mà có thể gặp nàng. Nghe Dương Diệp nói, trung niên kia cũng ngẩn người, lập tức nói. Người và nàng. Trung niên lời còn chưa dứt, một làn gió đột nhiên lóe lên, sau đó trung niên kia trực tiếp biến mất. Dương Diệp. Trung niên cứ như vậy hư không tiêu thất, phảng phất như không có xuất hiện qua. Trung niên tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, hiển nhiên là bị nữ tử thần bí kia giết người diệt khẩu. Trong trang, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Các hạ, người một đường đi theo ta. Người có chuyện gì, người nói ra đi. Vẫn như trước kia, ở trong đủ khả năng, tại hạ nhất định sẽ không từ chối. Không có trả lời. Dương Diệp cười khổ. Các hạ, người cứ đi theo ta như vậy, cũng không phải chuyện hay ho gì à. Như trước không có trả lời. Được rồi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó không quản đối phương, hiện tại hắn thật sự không có thời gian dây dưa với đối phương đi theo hắn. Hắn tin tưởng, đối phương sớm muộn sẽ hiện thân. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải vung lên, thu tất cả hài cốt vào. Trung niên yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao cái này với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, hơn nữa đối phương lại cho hắn thù lao, c. Thù lao. Dương Diệp nghĩ vậy, tay khẽ động, vừa rồi trung niên cho hắn quyển trục xuất hiện ở trong tay, sau đó tay hắn dùng sức. Quyển trục hóa thành một tia ánh sáng chui vào mi tâm, rất nhanh một đoạn tin tức xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Ngũ hành phá giáp quyền, nhân thể là nguồn suối lực lượng, như ngân hà vũ trụ, vô cùng vô tận, thường nhân cả đời, có thể khai phát ba thành lực lượng bản thân, là có thể trong nháy mắt hủy thiên diệt địa, có thể khai phát năm thành tiềm lực của bản thân, có thể siêu thoát thiên địa, ngao du tinh không, cùng nhật nguyệt đồng huy, có thể khai phát 10 thành. Dương Diệp lắc đầu, không có hứng thú nhìn những cái này. Trực tiếp xem cuối cùng. Ngũ hành phá giáp quyền, bỏ qua bất luận phòng ngự gì. Dùng bản thân làm môi giới, hấp thụ ngũ hành chi lực hội tụ trong quyền, quyền ra, bỏ qua bất luận phòng ngự, thẳng kích ngũ tạng. Chứng kiến cái này, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên.
Bỏ qua bất luận phòng ngự gì, cái này có chút biến thái a. Ít nhất hắn là rất sợ, hắn nhiều khi lại ỷ lại nhục thể của mình phòng ngự, nếu như đối phương thi triển ngũ hành phá giáp quyền, vậy thì ý nghĩa nhục thể của hắn phòng ngự một chút tác dụng cũng không có. Nếu có trong nội tâm chuẩn bị còn may, không đi ngạnh kháng nắm đấm của đối phương, cái này tự nhiên không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu như không chuẩn bị, bất ngờ không đề phòng chúng một quyền, sẽ bị lập tức miểu sát a. Bất quá đối với bỏ qua bất luận phòng ngự, Dương Diệp vẫn cầm thái độ hoài nghi, phải biết thế sự không có tuyệt đối, nếu ngũ hành phá giáp quyền thật có thể bỏ qua hết thảy phòng ngự, đây tuyệt đối là vô địch rồi. Mà nếu như vô địch, trung niên vừa rồi kia sẽ không chết. Đáng tiếc chính là, quyền trục này không có nói ngũ hành phá giáp quyền là cấp bậc gì, bất quá theo như hắn suy đoán, cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Về phần uy lực, sau khi tu luyện thành công tìm người hoặc yêu thú đến thử xem mới biết được. Long ấn. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến long ấn, vừa rồi trung niên kia nói trong long ấn còn có một môn ngũ hành bất diệt thể. Ngũ hành bất diệt thể, ngũ hành phá giáp quyền. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong thức hải chiếm cứ một long ấn, bất quá gia hỏa này rất ít xuất hiện, chiếm giữ ở một nơi hẻo lánh, cũng không biết có phải bởi vì vòng xoáy nhỏ hay không, có hồng mông tháp, Dương Diệp hắn là vạn tà bất xâm, quản ngươi cái gì, chỉ cần tiến vào thân thể của hắn, đều bò xuống cho ta. Thần thức của Dương Diệp xâm nhập long ấn, rất nhanh, long ấn khẽ run lên, ngay sau đó một tin tức xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Ngũ hành bất diệt thể, căn cứ ngũ hành phá giáp quyền sáng chế, uy lực càng mạnh hơn ngũ hành phá giáp quyền. Dùng bản thân làm môi giới, hấp thu ngũ hành chi lực hội tụ bản thân, để cho thân thể thân cận ngũ hành chi lực vận chuyển, sinh sôi không ngừng, thân thể bất hủ không diệt, hằng cổ trường tồn. Một môn công pháp luyện thể. Trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, hắn thiếu nhất đúng là một môn công pháp luyện thể. Nhục thể của hắn thật rất mạnh, nhưng có một tai hại, chính là không có một phương pháp luyện thể cùng một quá trình dần dần tiến lên, thân thể hắn tăng lên, đều dựa vào ngoại vật cường hành kích thích, đơn giản mà nói, là đi con đường cực đoan. Mới đầu đi cực đoan cũng không sao, nhưng không thể cả đời đi cực đoan. Cũng may hiện tại có ngũ hành bất diệt thể, hắn có thể không cần dùng loyai phương pháp cực đoan kia nữa. Thu hoạch rất lớn. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì rất nhiều người biết rõ chỗ này nguy hiểm như vậy, y nguyên muốn vào. Tại đây, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn tồn tại, tựa như lúc này, hắn đã lấy được một cơ duyên. Nhưng hắn biết, nếu như những người khác tới đây, khẳng định cũng sẽ đạt được kỳ ngộ, bởi vì trung niên không có lựa chọn. Nói tóm lại, ở chỗ này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, chỉ nhìn thực lực và nhân phẩm của ngươi rồi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể, phân thân đi tới trước mặt viễn cổ đế mãng, lúc này viễn cổ đế mãng đã cuộn mình thành một đoàn, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Bất quá viễn cổ đế mãng cũng kiên cường, không cầu xin, nhưng hồng mông tháp cứng hơn nó, không đầu hàng. Không có sao, tiếp tục chơi, dù sao trong này có ta ở đây, người muốn chết cũng khó khăn. Đánh cho tàn phế lại chữa trị tốt, tốt rồi tiếp tục đánh. Dương Diệp nhìn viễn cổ đế mãng hồi lâu, sau đó xoay người biến. Mất. Kiên cường, không sao, hồng mông tháp kiên cường với người. Chuyên trị không phục. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, hắn đang chuẩn bị tiến lên, giống như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên xoay người, trước mặt rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Giờ khắc này, Dương Diệp rất muốn lập tức mở ra kiếm vực, nhìn xem trước mặt mình phải chăng đứng một người, sau đó đối phương cũng đang nhìn chăm chú hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn không có làm như vậy. Nếu đối phương không muốn đi ra, hắn cường hành bức đối phương hiện thân, sự tình có thể sẽ biến thành xấu đi. Vẫn là câu nói đó, yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đối phương chủ động đi ra. Dương Diệp quay người, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Con đường phía trước hung hiểm khó lường, nhưng vẫn phải đi. Ven đường những nơi đi qua, Dương Diệp lại phát hiện một ít thi thể, có nhân loại, còn có yêu thú. Tinh tế quan sát, Dương Diệp phát hiện những thi thể này hẳn cùng một nhóm với trung niên đưa lúc trước. Giờ phút này, Dương Diệp có chút minh bạch, trung niên không phải chết ở phiến khu vực này, bọn hắn hẳn là ở chỗ càng sâu gặp yêu thú cường đại, sau đó xê đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn không có tránh được những yêu thú này đuổi giết. Bất quá đám người trung niên hiển nhiên cũng rất mạnh, tuy vẫn lạc, nhưng cũng giết chết những yêu thú này.
Đồng quy vô tận. Cái này đối với Dương Diệp mà nói, xem như một tin tức tốt, bởi vì điều này đại biểu khu vực xung quanh không có nguy hiểm, bởi vì những yêu thú kia đến từ chỗ càng sâu, nói không chừng là đến từ bên kia hoàng tuyền. Dù sao trung niên kia cũng là một vị cường giả tuyệt thế, dùng thực lực của đối phương, đi tới bên kia hoàng tuyền, hẳn không có vấn đề gì. Tuy như thế, nhưng vẫn không thể chủ quan, hắn không có thực lực như đám người trung niên, cho nên cho dù không qua hoàng tuyền, cũng cực kỳ nguy hiểm. Sau khi rời khỏi đây, Dương Diệp quyết định nỗ lực cố gắng, điên cuồng tu luyện. Không có thực lực cường đại, loại cảm giác này thật sự quá biệt khuất. Hiện tại hắn rất cẩn thận, khắp nơi cẩn thận, sợ xuất hiện yêu thú hoặc đồ đạc quỷ dị gì. Hai canh giờ sau, sắc trời đã tối, vụ chướng dày đặc. Dương Diệp cũng không có dừng lại, bất quá tốc độ thả chậm một ít. Đúng lúc này, Dương Diệp cau mày, bởi vì chung quanh càng ngày càng lạnh. Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, đang muốn chấn khai những vụ chướng kia, đúng lúc này, vụ chướng xa xa đột nhiên tách ra, ngay sau đó một làn gió lạnh tịch cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tay phải xoay tròn, một cỗ khí thế phun trào, chặn cổ gió rét kia. Dương Diệp đề phòng, bất quá để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, sau khi gió rét biến mất, đối diện đã không có động tĩnh. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, càng đi về phía trước, hàn ý càng mạnh, đến cuối cùng, cho dù là hắn cũng không thể không thi triển kiếm ý cùng sát ý đến hộ thể. Két sát, dưới chân đột nhiên truyền đến thanh âm thanh thúy, Dương Diệp cúi đầu nhìn, chỉ thấy lúc này dưới chân của hắn, đã là khối băng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tay phải nhẹ nhàng chấn động, vụ chướng chung quanh bị chấn liên tiếp lui về phía sau, vụ chướng thối lui, hắn thấy rõ tràng cảnh trước mắt. Băng sơn. Ở trước mặt hắn, là một băng sơn, hắn không biết băng sơn lớn bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy một góc. Cái này là địa phương quỷ quái gì? Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi một hồi, Dương Diệp phát hiện phía trước không có đường rồi. Không do dự, thân hình Dương Diệp khẽ động, thân thể bay lên trời, đã không có đường, vậy thì bay qua. Lần này bay, trọn vẹn bay gần một canh giờ, Dương Diệp mới đi đến đỉnh băng sơn. Đến đỉnh núi, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trên đỉnh núi không có vụ chướng, liếc có thể chứng kiến cuối cùng. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy những vụ chướng kia ở sắp tới đỉnh núi lại không cách nào lên nửa tấc, giống như bị lực lượng thần bí gì ngăn cản. Có chút quỷ dị. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, âm thầm đề phòng. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, đi nửa canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ở cách đó không xa. Có một băng đài dùng băng điêu khắc thành, mà ở trên băng đài, lơ lửng một quan tài bằng băng trong suốt như tuyết. Quan tài. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Không thể không nói, chỗ này càng ngày càng quỷ dị rồi. Sau khi tới đây, Dương Diệp mới hiểu được câu nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Trong quan tài chứa cái gì? Dương Diệp xác thực hiếu kỳ, nhưng hắn quyết định không nhìn tới. Lòng hiếu kỳ hại chết người. Ở nơi này, đừng có hiếu kỳ cho thỏa đáng. Dương Diệp đi đến bên kia, cách quan tài bằng băng rất xa. Ở chỗ này xuất hiện quan tài, kẻ đần cũng biết không bình thường. Nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện, đi nhanh mới là đứng đắn. Rất nhanh, Dương Diệp muốn vượt qua quan tài bằng băng. Nhưng thời điểm hắn muốn vượt qua. Oanh! Cách đó không xa, một bóng trắng đột nhiên từ trong băng vọt ra, sau đó bay thẳng đến hắn. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tốc độ của đối phương cực nhanh, hắn căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Tay cầm chuôi kiếm, sau đó rút kiếm chém. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp cùng bóng trắng lập tức lùi lại, Dương Diệp lui gần ngàn trượng mới dừng lại. Mà bóng trắng kia thì mới lui gần trăm trượng. Lực lượng mạnh yếu, cao thấp biết liền. Lúc này Dương Diệp đã thấy rõ bóng trắng kia, là một gấu trắng hình thể cực lớn. Bất quá không giống gấu bình thường, ở sau lưng có một cặp cánh màu trắng, trừ đó ra, cái đuôi cũng có chút kỳ lạ, bộ lông giống như băng gai bén nhọn, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Sắc mặt gấu trắng dữ tợn, trong mắt tràn ngập hung quang, cánh sau lưng nhẹ nhàng kích động, giống như muốn tùy thời xuất thủ. Dương Diệp nhìn đối phương nói, chỉ là đi ngang qua, mượn đường mà thôi, có được hay không? Giống, gấu trắng gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy lên. Đụng về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại,
sau đó tay phải vung lên, đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu thoáng hiện, tốc độ của tiểu điêu nhanh nhất, trực tiếp chảo về phía gấu trắng, đại hắc và tiểu hắc cũng theo sát tới. Bành! Ở dưới đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu liên thủ, con gấu trắng kia bị oanh đến bay mấy ngàn trượng, không chỉ như thế, sau khi nó rơi xuống rất, còn cầy mặt đất mấy trăm trượng. Chứng kiến đám thú đại hắc, thần sắc con gấu trắng kia càng thêm dữ tợn. Ngay sau đó nó ngửa đầu hét giận dữ, thanh âm rất lớn, như tiếng sấm nhanh chóng khuếch tán ra. Dương Diệp vốn ngẩn người, rất nhanh, hắn biến sắc, đối phương đang gọi viện binh, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Rầm 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 oanh. Ở bốn phía, đột nhiên vang lên từng tiếng nổ lớn, ngay sau đó mặt đất không ngừng vỡ ra, từng bóng trắng từ trong đó vọt lên, chỉ nháy mắt, khoảng chừng hơn 200 gấu trắng xuất hiện ở bốn phía. Sắc mặt Dương Diệp lập tức khó coi. Giống. Xa xa, gấu trắng đột nhiên phát ra gào thét, sau đó những gấu trắng ở chung quanh điên cuồng vọt về phía Dương Diệp và đám thú đại hắc. Chơi như thế nào? Tâm tư Dương Diệp nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh, hắn nhìn về phía bệ đá, không chút do dự, thân hình hắn khẽ động, ngồi ở trên lưng đại hắc, sau đó nói. Đi chỗ bệ đá. Đại hắc hiểu ý, thân hình khẽ động, vọt về phía bệ đá. Sở dĩ đi tới bệ đá kia, là vì hắn phát hiện đám gấu trắng không dám tới gần bệ đá, cách bệ đá một quãng đường rất dài, giống như kiêng kỵ cái gì. Bởi vậy Dương Diệp quyết đoán lựa chọn đi bên kia, bởi vì dùng đội hình của bọn hắn, là tuyệt đối đánh không lại nhiều gấu trắng như vậy. Nhìn thấy đám người Dương Diệp phóng về phía bệ đá, những gấu trắng kia như bị kích thích, cả đám điên cuồng gào thét, sau đó như điên lao về phía đám người Dương Diệp. Ở trước mặt đám người Dương Diệp không xa, mấy chục con gấu trắng hiện lên hình quạt vây quanh, hiển nhiên là muốn ngăn cản bọn hắn tới gần bệ đá. Nhìn thấy những gấu trắng kia vây quanh, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, thân hình khẽ động, đi thẳng tới không trung, sau đó tay phải nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm chém. Ông! Một tiếng kiếm minh vang vọng, tiếng kiếm minh cường đại trực tiếp chấn mặt đất rạn nứt, cùng lúc đó, một ít gấu trắng xông lên trước nhất bị kiếm minh dọa ngừng. Trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra ra chỉ hai loại ý cảnh. Ở thời khắc này, Dương Diệp không có giữ lại, trực tiếp thi triển ra hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Bởi vì hắn biết rõ, một đạo trảm thiên bạt kiếm thuật, căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp, mà một khi bọn hắn bị vây quanh, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cho nên giờ khắc này, không thể giữ lại chút nào. Kiếm ra, kiếm khí phá không. Oanh! Vài con gấu trắng ở phía trước nhất bị kiếm khí chém thành hư vô, còn lại chút ít thì bị kiếm khí chấn vội vàng lùi lại. Một con đường xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp, đại hắc bắt lấy cơ hội này, thả người nhảy lên, đi thẳng tới trên bệ đá. Sau khi đi vào bệ đá, những gấu trắng vốn phóng tới đám người Dương Diệp kia lập tức ngừng lại, sau đó chúng nhìn đám người Dương Diệp gầm thét, cả đám tròng mắt muốn nứt, giống như muốn ăn thịt Dương Diệp. Nhưng chúng không dám tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi, hắn thành công rồi. Nếu như không có thành công, vậy thì thật sự chơi xong. Nhiều gấu trắng như vậy, coi như là cùng kỳ cũng ép không được, dù sao số lượng nhiều, hơn 200. Ở địa phương này, thật là thần giả như cẩu đi đầy đất. Không chỉ Dương Diệp, đám thú đại hắc cũng thở dài một hơi, đơn đả độc đấu, chúng không sợ những gấu trắng này, nhưng số lượng của người ta nhiều a. Cũng may. Những gấu trắng này không dám đi lên. Tuy những gấu trắng này không dám đi lên, nhưng đám người Dương Diệp cũng không dám xuống. Hai bên giằng co. Trên đài, Dương Diệp nhìn lướt qua những gấu trắng kia, sau đó ngồi xếp bằng, lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu, vừa rồi thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, trực tiếp tiêu hao sạch huyền khí. Không chỉ như thế, thân thể cũng xuất hiện một chút mỏi mệt. Hiện tại hắn cần phải làm là khôi phục huyền khí, còn có khôi phục thân thể đến trạng thái đỉnh phong. Đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu thủ hộ ở bên cạnh Dương Diệp, thời khắc đề phòng. Mà xa xa, đám gấu trắng thì cuồng loạn gầm thét, cả đám cọ sát móng vuốt, muốn xông lên xé đám người Dương Diệp, nhưng giống như kiêng kỵ cái gì, mỗi lần tới gần đều sẽ lập tức triệt thoái ra sau. Nhưng đám thú tiểu điêu không dám khinh thường, thần kinh thời khắc căng cứng. Trong tràng, ước chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp mở mắt. Lúc này, huyền khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, thân thể ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, triệt để khôi phục. Dương Diệp đứng lên,
hắn nhìn lướt qua những gấu trắng kia, những gấu trắng này mỗi người tròng mắt muốn nứt, ánh mắt cơ bản đều rơi vào trên người hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn sớm đã chết vài ngàn lần rồi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người nhìn về phía quan tài bằng băng, không cần phải nói, những gấu trắng này không dám đi lên, là vì quan tài bằng băng. Trong quan tài bằng băng có cái gì? Lại khiến yêu thú cường đại kiêng kỵ như thế. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía những gấu trắng kia, sau đó nói. Ai là lão đại? Giống. Một gấu trắng hình thể cực lớn rơi vào cách bệ đá không xa, con gấu này hình thể lớn hơn những con khác rất nhiều, không chỉ như thế, lông của nó cũng không phải trắng tinh, mà trong trắng có tím, hơn nữa khí tức mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên nó là lão đại. Dương Diệp nói. Ta tới đây, không phải tìm các ngươi phiền toái, chỉ mượn đường đi qua, để cho ta đi qua, mọi người bình an vô sự. Như thế nào? Vẫn là câu nói đó, hắn không phải đến tìm phiền toái, mục đích của hắn là u ám xâm lâm. Cho nên hắn lựa chọn đàm phán. Gấu trắng nhìn hằm hằm Dương Diệp, trong mắt sát ý dày đặc, nó không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Dương Diệp. Sát ý. Đừng nói sát ý của một con gấu trắng, dù một vạn con gấu trắng đối với Dương Diệp hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì, sát ý của hắn đã là nửa bước quy nguyên cảnh, bởi vậy sát ý cùng khí thế gì đấy, đối với hắn thật sự một chút tác dụng cũng không có. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp lại nói. Các hạ, chỉ để các ngươi nhường đường mà thôi, thật sự khó khăn như vậy sao? Cũng không phải muốn lột da của các ngươi à. Nói thật, lúc này Dương Diệp có chút phát cáu. Hắn phát hiện một điểm, chính là yêu thú ở hung vực đều rất hung hăng càn quấy, chỉ cần đi vào địa bàn của bọn nó, giống như muốn mạng của bọn nó vậy, bọn nó sẽ cùng ngươi dốc sức liều mạng. Mọi người biến báo thoáng một phát không được sao? Giống. Gấu trắng không có trả lời Dương Diệp, mà nhìn Dương Diệp gầm thét, giống như để cho hắn xuống. Tiếp không? Dương Diệp tự nhiên sẽ không xuống, hiện tại xuống dưới, chính là muốn bị vây công a. Kẻ đần mới có thể xuống. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Điêu, sau đó nói. Ngươi nói với nó, thả chúng ta đi qua, mọi người bình an vô sự, bằng không thì, bằng không thì. Nói đến đây, Dương Diệp có chút xấu hổ. Bởi vì coi như đối phương không thả hắn đi qua, hắn giống như cũng không có biện pháp gì với đối phương. Dừng thoáng một phát, Dương Diệp nói. Dù sao cứ nói, không thả chúng ta đi qua, ta sẽ sằng bậy. Tiểu Điêu nhìn Dương Diệp một cái, nó không thấy Dương Diệp là đang nói đùa, đối với tính tình của Dương Diệp, hắn cũng có chút hiểu được. Tuyệt đối là một người tính tình nóng nảy, hắn nói muốn sằng bậy, thì nhất định sẽ sằng bậy, cũng không biết sằng bậy như thế nào. Dù sao hiện tại bọn hắn ở vào hoàn cảnh xấu a. Tiểu Điêu quay đầu nhìn về phía gấu trắng thủ lĩnh, sau đó thông qua thú ngữ biểu đạt ý tứ của Dương Diệp. Bành! Mà lúc này, gấu trắng thủ lĩnh nâng lên hai móng mạnh mẽ đập mặt đất, nhìn Dương Diệp phát ra một tiếng gầm gừ. Hai mắt gấu trắng thủ lĩnh đỏ bừng, đã sắp lâm vào trạng thái phát điên. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, thằng này là dầu muối không tiền a. Dương Diệp không có quản gấu trắng. Mà quay đầu nhìn về phía quan tài, nhìn quan tài hồi lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía gấu trắng, sau đó nói. Bức ta sằng bậy đúng không? Ta làm cho ngươi xem. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, đi thẳng tới trên quan tài, tay phải đặt ở trên nắp quan tài, sau đó nhìn về phía gấu trắng thủ lĩnh. Cuối cùng hỏi một lần, để cho chúng ta qua hay không, không để cho chúng ta qua, lão tử mở quan tài ra chơi. Hống hống hống. Nhìn thấy một màn này, những gấu trắng kia điên cuồng gào lên. Cho qua hay không? Trong mắt Dương Diệp có vẻ dữ tợn, tay đã có chút dùng sức. Bầy gấu vẫn gào thét. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, muốn mở nắp quan, lúc này gấu trắng thủ lĩnh đột nhiên gào lên, trấn trụ bầy gấu chung quanh, sau đó chủ động thối lui đến một bên, tránh ra một con đường. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi. Hắn thu tay về. Nhưng đúng lúc này, két, một tiếng thanh thúy vang lên. Dương Diệp cùng bầy gấu đều sững sờ, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Dương Diệp cùng bầy gấu trắng đồng thời rơi vào quan tài bằng băng, ở dưới Dương Diệp cùng bầy gấu trắng nhìn soi mói, nắp quan tài chậm rãi bay lên trời. Sắp gặp chuyện không may rồi. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp rùng mình, sắc mặt có chút khó coi. Giờ phút này, bất kể là Dương Diệp, hay những gấu trắng ở bên cạnh,
đều nhìn chằm chằm vào quan tài bằng băng, đặc biệt là những gấu trắng kia, ngay cả đại khí cũng không dám thở. Nắp quan tài chậm rãi bay lên không, rất nhanh, ở dưới Dương Diệp cùng những gấu trắng nhìn soi mói, một bàn tay từ trong quan tài đưa ra. Tay rất trắng, như tuyết như băng. Rất nhanh, tay vịn chặt thành quan tài, thời gian dần trôi qua, một nữ tử từ trong quan tài ngồi dậy. Nhìn dung mạo của nữ tử, bộ dạng 16-17 tuổi, dung. Mạo cũng không phải rất đẹp, nhưng lại không nhịn được làm người ta muốn nhìn thêm vài lần, hơn nữa nàng cho người một loại cảm giác rất thân thiết. Tựa như lúc này, Dương Diệp lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vậy mà cảm thấy nàng rất thân thiết, giống như gặp được một bằng hữu cũ. Dương Diệp cũng bị ý niệm hoang đường kia dọa hoảng sợ. Nữ tử ngồi ở trong quan tài, nàng nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt mang theo một tia mê mang, rất nhanh, nàng nhìn về phía Dương. Diệp, cái này là địa phương nào? Thanh âm rất nhẹ, rất êm, nghe rất thoải mái. Dương Diệp nhìn đối phương nói. Hung vực. Tuy cô gái trước mắt này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng Dương Diệp không dám khinh thường, thời khắc đề phòng. Hay nói giỡn, ở hung vực xuất hiện người, sẽ là người bình thường. Dù sao hiện tại hắn nhìn thấy người, từng cái đều bình thường đấy. Hung vực. Nữ tử cau mày, suy nghĩ thật lâu, nàng lại hỏi. Hung vực là địa phương nào? Nữ nhân này mất ký ức. Dương Diệp đánh giá đối phương, sau đó nói. Ta cũng không biết là địa phương nào, dù sao gọi là hung vực. Nữ tử cau mày suy nghĩ thật lâu, sau đó lắc đầu. Ta cái gì cũng nghĩ không ra, ta nghĩ hẳn là ta ngủ quá lâu, trí nhớ mất rồi. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, cái ý nghĩ này thật lợi hại, ngủ có thể ngủ mất trí nhớ. Lúc này, nữ tử từ trong quan tài nhẹ nhàng đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng lại pha màu xanh da trời, váy có chút đặc biệt, bởi vì thoạt nhìn giống như trời xanh mây trắng, hơn nữa cả người nàng cho Dương Diệp một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu, ngoại trừ cảm giác thân thiết không hiểu, còn có loại cảm giác nói không rõ. Nữ tử đi về phía Dương Diệp, mà Tiểu Điêu cùng Đại Hắc nguyên bản ngăn ở trước mặt Dương Diệp vậy mà chủ động lui ra, nhường đường cho nữ tử. Thần sắc Dương Diệp càng ngưng trọng. Rất nhanh, nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp, con mắt chớp chớp, sau đó nói. Không gian pháp tắc, tốc chi pháp tắc, tiêu vong pháp tắc, ám chi pháp tắc, ân. Còn có kiếm vực, oa, người vậy mà lĩnh ngộ kiếm vực. Dương Diệp nhìn nữ tử thật sâu, cô gái này thật khủng khiếp. Vậy mà trực tiếp xem thấu tất cả pháp tắc của hắn, nàng làm sao làm được. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên tới gần Dương Diệp, cái mũi nhẹ nhàng hít hà, lông mày kẻ đen nhào lên, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, sát nghiệt của ngươi quá nặng, nhiễm rất nhiều nhân quả, tuy cái này cho ngươi có được thực lực cường đại, nhưng sát nghiệt quá nặng, nghiệp chướng quá nhiều, sẽ phải chịu báo ứng đấy. Báo ứng. Dương Diệp lắc đầu. Ta giết người, không thẹn với lương tâm là được, cái gì báo ứng không báo ứng, ta mặc kệ, cũng không sợ. Nữ tử trừng mắt nhìn, đột nhiên nàng duỗi ra một ngón tay điểm vào trước ngực Dương Diệp, bất quá rất nhanh, nàng lại thu trở về. Thì ra là thế, sát lục chi tâm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Giết chóc, chỉ biết đổi lấy càng nhiều giết chóc nữa, vĩnh viễn không chừng mực. Vậy thì giết đến cùng. Dương Diệp nói. Giết đến không ai dám đến tìm phiền toái mới thôi. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi có biết luân hồi không? Trước kia không biết, bất quá lúc trước gặp một tiền bối, đã biết một chút. Dương Diệp nói. Nữ tử nhẹ gật đầu. Ngươi chết, sẽ tiến nhập luân hồi, thế nhưng ngươi giết chóc quá nhiều, về sau rất khó tiến nhập luân hồi, cho dù không tiến nhập luân hồi. Kết cục cũng sẽ không quá tốt. Bởi vì những người đã từng chết đi kia, sẽ tới tìm ngươi, ngươi giết bao nhiêu nhân, tự sẽ có bao nhiêu nhân tới tìm ngươi. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn cũng đã luân hồi trọng sinh, nhưng thế gian hết thảy, chú ý một cái nhân quả báo ứng, cho nên, tối tăm bên trong, bọn hắn đều sẽ tìm tới ngươi đấy. Dương Diệp lắc đầu nói. Nhân quả báo ứng, những lời này ta là tin tưởng đấy, nhưng ta càng tin tưởng thực lực phi tôn, có được thực lực cường đại. Cái gì báo ứng hay không báo ứng, đều là mây bay. Nói xong, hắn cười cười, lại nói. Không thảo luận cái này, ngươi cho ta cảm giác rất thân thiết, nhưng chúng ta không quen biết, ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ, ân, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này?
không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn biết nữ nhân trước mắt này sẽ không thương hại hắn, bởi vậy không chỉ đám thú đại hắc, ngay cả hắn đối với nữ nhân này đề phòng cũng dần dần biến mất. Tên gì? Nữ tử suy nghĩ thật lâu, sau đó lắc đầu. Ta quên rồi. Dương Diệp. Mà lúc này, nữ tử lại nói. Bất quá, người có thể bảo ta Tiểu Thiên, bởi vì ta ưa thích trời xanh. Tiểu Thiên. Dương Diệp đánh giá đối phương, thân sắc của đối phương không giống làm bộ, có lẽ xác thực là mất ký ức. Nữ nhân này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vì sao nàng lại có thể xem thấu thực lực của hắn? Rất nhiều nghi vấn, nhưng hiển nhiên là không chiếm được đáp án. Không có xoắn suýt vấn đề này, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta muốn đi u ám xâm lâm, nhưng những gấu trắng này không cho ta đi qua, mà bọn hắn giống như có chút sợ ngươi. Ngươi có thể để chúng nó ly khai, thả chúng ta đi qua hay không? Nghe được Dương Diệp nói, Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía đám gấu trắng, mà khi nàng nhìn về phía những gấu trắng kia, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, những gấu trắng kia đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, kể cả con gấu trắng thủ lĩnh kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, đối với thân phận của cô gái này càng thêm hiếu kỳ. Nhìn những gấu trắng kia, Tiểu Thiên chau mày, giống như đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau nàng lắc đầu. Bất kể như thế nào, những năm này, cảm ơn các ngươi thủ hộ, hôm nay ta đã thức tỉnh, các ngươi tự do. Nghe Tiểu Thiên nói, thân thể con gấu trắng thủ lĩnh kia đột nhiên run lên, đây là kích động. Nó đột nhiên bò về phía trước, sau đó quỳ dưới chân Tiểu Thiên. Dương Diệp động dung, đây là ý tứ thần phục, gấu trắng này nguyện ý thần phục Tiểu Thiên, hơn nữa là cam tâm tình nguyện như thế. Nhưng Tiểu Thiên lại lắc đầu, nàng đưa tay sờ sờ bộ lông gấu trắng. Sau đó nói, trời sinh vạn vật ngang hàng, đi truy tìm đạo lộ của ngươi. Gì? Gấu trắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, Dương Diệp trông thấy, ở trong mắt nó có vẻ thất vọng. Gấu trắng bò trên mặt đất hồi lâu, sau đó xoay người cùng bầy gấu trắng biến mất. Bầy gấu đi rồi, Dương Diệp thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Chúng đều rất lợi hại a. Chúng nên đạt được tự do, Tiểu Thiên nói khẽ. Nói xong nàng nhìn về phía đám thú đại hắc, sau đó nói. Chúng cũng thế. Đám thú đại hắc trầm mặc, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. 5 năm, đi theo ta 5 năm, 5 năm sau, ta trả các ngươi tự do. Hắn biết rõ, bất kể là ai, đều sẽ không thích vĩnh cửu bị hạn chế tự do. Cho nên hắn nhất định phải cho đám thú đại hắc một hy vọng tự do. 5 năm đối với chúng mà nói, thật sự không dài, phải biết có chút yêu thú, ngủ một giấc là vài thập niên. Nghe Dương Diệp nói, đám thú đại hắc lộ ra vẻ cảm kích, kỳ thật chúng là không ôm hy vọng, nhưng chúng không nghĩ tới Dương Diệp nguyện ý cho chúng nó tự do. 5 năm, đối với chúng xác thực không dài, bất quá đi theo Dương Diệp, có thể sống đến 5 năm hay không, là một vấn đề rất lớn. Hơn nữa nói thực ra, chúng cũng không muốn rời đi. Bởi vì trong Hồng Mông Tháp linh khí thật sự là quá tinh thuần. Nói tóm lại, hiện tại kỳ thật chúng cũng không phản cảm đi theo Dương Diệp, đương nhiên, nếu như ngày sau có thể có được tự do, vậy thì càng tốt hơn. Trong tràng, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cô nương, chúng ta còn có chuyện, cáo từ trước. Cùng một chỗ nha. Tiểu Thiên cười nói. À, Dương Diệp sửng sốt. Chúng ta cùng đi à. Tiểu Thiên lại nói, ít hầu Dương Diệp lăn lăn. Ngươi đi theo ta. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Ta mất ký ức, căn bản không biết mình là ai, ngươi là người đầu tiên ta thấy, đương nhiên là theo ngươi. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Tiểu Thiên cô nương, địa phương ta muốn đi rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cho nên ngươi đừng đi thì tốt hơn. Hắn đương nhiên không dám để cho nữ nhân này đi theo, nữ nhân này không rõ lai lịch. Rất quỷ dị, để cho nàng đi theo, trong lòng của hắn rất không nỡ, mặc dù đối phương cho hắn cảm giác thân thiết, rất hòa thuận, nhưng chính vì như vậy, trong lòng của hắn mới không nỡ, bởi vì cái này thật quỷ dị. Thế nhưng ngươi ném ta ở chỗ này, đây không phải để cho ta càng nguy hiểm sao? Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên cô nương đừng nói giỡn, dùng thực lực của ngươi, đừng nói ở đây, coi như bên kia Hoàng Tuyền đoán chừng cũng có thể đi được. Dương Diệp nói. Tuy hắn nhìn không ra thực lực của Tiểu Thiên, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực đối phương khẳng định rất mạnh,
bằng không thì không có khả năng liếc nhìn thấu lá bài tẩy của hắn. Thực lực, Tiểu Thiên lắc đầu nói. Ta không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau. Dương Diệp kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Là sẽ không đánh nhau. Tiểu Thiên nói. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Ngươi để cho ta đi theo ngươi được không? Chờ ta khôi phục trí nhớ, ta sẽ đi, như thế nào? Dương Diệp vội vàng lắc đầu nói. Không tốt, cực kỳ không tốt, Tiểu Thiên cô nương, ta không nói giỡn với ngươi, ta đi đây. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, ngồi ở trên người đại hắc, nó nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Tiểu hắc cùng Tiểu Điêu cũng vội vàng đi theo. Một lát sau, Dương Diệp nhẹ nhàng thở ra, hắn cho rằng đã vứt bỏ đối phương, đại hắc lại đột nhiên ngừng chân, bởi vì ở trước mặt bọn họ có một người, đây không phải người khác, đúng là Tiểu Thiên. Dương Diệp. Tuy ta không biết đánh nhau, nhưng ta chạy rất nhanh. Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên hồi lâu, sau đó nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta muốn vào đi bên trong. Tiểu Thiên nói. Bên trong gì? Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên bay tới trước mặt Dương Diệp, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ trước ngực, cười tủm tỉm nói. Là thế giới trong thân thể ngươi kia. Hồng Mông Tháp. Tóc gáy Dương Diệp dựng đứng. Nữ nhân này biết rõ trong cơ thể hắn có thế giới, nàng nhìn ra Hồng Mông Tháp. Lúc này, nội tâm Dương Diệp khiếp sợ đến tột đỉnh. Bởi vì hắn thật không ngờ, Tiểu Thiên biết trong cơ thể hắn có một thế giới. Chuẩn xác mà nói, thế giới này không phải ở trong cơ thể hắn, mà ở trong Hồng Mông Tháp, đối phương biết rõ thế giới này, thì ý nghĩa, đối phương biết Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó nói. Tại sao ngươi biết? Ta nhìn thấy a. Tiểu Thiên nói, ngươi làm sao thấy được? Dương Diệp hỏi. Là chứng kiến. Tiểu Thiên đương nhiên nói. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Vì cái gì người khác nhìn không thấy, mà ngươi lại có thể chứng kiến? Vì cái gì người khác nhìn không tới? Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, hỏi lại. Khuôn mặt Dương Diệp run rẩy, còn có thể hàn huyên bình thường hay không? Lúc này Tiểu Thiên đột nhiên nói. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, trong cơ thể ngươi lại có thể tự thành thế giới, hơn nữa cái thế giới này không có quy tắc, không có thiên đạo, không có luân hồi, chậc chậc, thật là lợi hại. Ngươi để cho ta vào xem được không? Ta thật sự rất tò mò. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Muốn vào, có thể, thế nhưng ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Ngươi hỏi mau. Tiểu Thiên có chút hưng phấn. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đằng sau ta có người hay không? Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, nhưng sau nhìn về phía sau lưng Dương Diệp, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhìn không thấy sao? Nghe vậy, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, nữ tử thần bí kia vẫn còn. Cũng phải, có lẽ ngươi nhìn không tới. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói khẽ. Vì cái gì? Dương Diệp rất không minh bạch, cực kỳ khó hiểu. Tiểu Thiên nói khẽ. Cái thế giới này, chỉ có hai loại người có thể gặp nàng, một loại là người chết, phải nói là linh hồn sau khi chết, còn có một loại. Là loại người như ngươi sao? Dương Diệp nói. Ta có nói với ngươi ta là người sao? Tiểu Thiên đột nhiên nói. Ngươi không phải người. Dương Diệp kinh ngạc nói. Đúng vậy à? Tiểu Thiên nói. Vậy là ngươi cái gì? Tiểu Thiên nói. Ta cũng không biết. Dương Diệp. Không có cách nào trao đổi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Còn có một loại nhân, là loại người nào? Thực lực cực kỳ cường đại nhân. Tiểu Thiên nói. Đây không phải nói nhảm ư. Dương Diệp trợn trắng mắt, hắn do dự một chút, sau đó nói. Ngươi có thể gặp nàng, nàng không có xuất thủ với ngươi sao? Trước kia phàm là phát hiện nữ tử thần bí, đều bị tru sát, nhưng Tiểu Thiên phát hiện đối phương lại không có xuất thủ. Hắn rất ngạc nhiên. Tại sao phải xuất thủ với ta? Tiểu Thiên khó hiểu, hỏi lại. Dương Diệp. Ta có thể đi vào bên trong không? Tiểu Thiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó nói. Ngươi có thể gặp nàng, có thể giúp ta hỏi một chút, tại sao nàng đi theo ta hay không? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Thiên nhìn về phía sau lưng Dương Diệp, rất nhanh,
nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc đầu nói. Nàng không nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi, lại nói. Ngươi biết lai lịch của nàng không? Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Nàng có lai lịch gì? Dương Diệp vội hỏi. Tiểu Thiên lắc đầu. Không thể nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì nàng uy hiếp ta. Tiểu Thiên nói. Uy hiếp ngươi. Dương Diệp kinh ngạc nói. Uy hiếp ngươi như thế nào? Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói khẽ. Nàng nói nếu như ta nói, sẽ giết ngươi. Dương Diệp. Còn muốn nói không? Tiểu Thiên nói khẽ. Khóe miệng Dương Diệp co lại, còn nói sao? Đương nhiên là không thể nói a. Lúc này, trong nội tâm Dương Diệp vẫn còn có chút may mắn, bởi vì cái này chứng minh, đối phương không muốn cho hắn trông thấy, càng không muốn cho hắn biết lại lịch đối phương. Nếu như lúc trước hắn sử dụng kiếm vực cường hành nhìn đối phương, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lại nói. Một vấn đề cuối cùng, tại sao người biết lai lịch của nàng? Ngươi không phải mất ký ức sao? Ta là mất ký ức a. Tiểu Thiên nói. Vì cái gì mất ký ức không thể biết rõ lai lịch của nàng? Ta còn biết lai lịch của ngươi a, ngươi gọi Dương Diệp, đến từ một địa phương tên là Huyền Giả Đại Lục. Ngươi! Con mắt Dương Diệp mở thật to. Vì cái gì ngươi biết? Ta muốn biết, cho nên sẽ biết a. Tiểu Thiên đương nhiên nói. Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, cái gì gọi là muốn biết sẽ biết. Giờ này khắc này, trong lòng Dương Diệp khiếp sợ, thật sự đã đến tột đỉnh. Tiểu Thiên này vậy mà biết hắn đến từ địa pơ chương nào, cái này thật quỷ dị. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Ngươi có phải có loại năng lực, là muốn biết quá khứ một người, có thể lập tức biết rõ hay không? Tiểu Thiên nói. Hình như là như vậy, vừa rồi ta rất ngạc nhiên với ngươi, cho nên ta rất muốn biết ngươi là người nào, sau đó trong đầu ta xuất hiện chuyện của ngươi, bất quá đều là chút ít đoạn ngắn, ví dụ như, ngươi đến từ đâu, tên gì, còn có những chuyện ngươi làm, nhưng đều không được đầy đủ, chỉ là một ít đoạn ngắn vụn vặt. Ta còn muốn biết thêm nữa, nhưng đầu có chút không thoải mái. Dương Diệp hít sâu một hơi, điều này có chút nghịch thiên a. Không, nghịch thiên cũng không cách nào hình dung năng lực khủng bố này rồi. Tiểu Thiên lại nói. Kỳ thật dùng mệnh cách của ngươi đến xem, có lẽ ngươi sống không đến bây giờ. Nhưng ngươi lại sống tới bây giờ. Nếu như mệnh cách của ngươi bị cải biến, vẫn còn nói qua được, nhưng vấn đề là, mệnh cách của ngươi như trước không có cải biến, vẫn là mệnh cách thiên sát cô tinh. Loại mệnh cách này bình thường là sống không quá 18 tuổi. Mệnh cách thiên sát cô tinh, đó là cái đồ chơi gì? Dương Diệp nhíu mày, Tiểu Thiên nói quá nhiều đồ đạc để hắn không cách nào lý giải. Mệnh cách, luân hồi, về sau ngươi sẽ tiếp xúc đến. Tiểu Thiên nói. Vậy ngươi biết rõ vì cái gì ta có thể sống đến bây giờ không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Có thể là có quan hệ tới tính cách của ngươi. Tính cách? Dương Diệp nói. Nói như thế nào? Tiểu Thiên nói. Sự tình trên đời không có tuyệt đối. Nghịch cảnh, khó khăn, có lẽ có thể đè sập một người. Nhưng cũng có khả năng thành tựu một người. Ngươi biết không, ở thời điểm rất xa xôi, lúc kia, nhân loại là tồn tại yếu nhất của phiến vũ trụ này, bất kể là yêu thú hay tộc khác, đều mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Nhưng nhân tộc không ngừng vươn lên, không chỉ không có biến mất khỏi vũ trụ, trái lại sáng tạo ra hệ thống tu luyện cùng văn minh của mình, đã trở thành một trong mấy chủng tộc mạnh nhất vũ trụ này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Mệnh cách của ngươi sẽ để cho ngươi nhận hết trắc trở, nhưng ngươi nghênh khó đi lên, đi ra con đường thuộc về mình, cho nên mệnh cách không chỉ không trở thành gánh nặng vướng víu của ngươi, ngược lại biến tướng trở thành trợ lực cho ngươi. Vậy ta còn phải cảm tạ mệnh cách này sao? Dương Diệp cười nói. Tiểu Thiên mỉm cười. Ta xem ra, ngươi đối với đồ vật hư vô mờ mịt như mệnh cách không chút để ý, bất quá cũng phải, loại vật như mệnh cách này, ngươi tin nó thì có, không tin sẽ không có. Nhưng chỉ cần chính ngươi không tin, kỳ thật nó tương đương với không có. Nói tóm lại, cường giả, nắm giữ vận mệnh của mình. Dương Diệp cười nói. Lời này của ngươi, ta tán thành. Mệnh lại tốt, nếu như không có thực lực cường đại, cũng có khả năng mất mạng. Cho nên, ta chỉ tin hai tay của mình. Tiểu Thiên cô nương, ngươi muốn vào xem, vậy thì đi vào thôi. Kỳ thật, nữ nhân trước mắt này quá mức thần bí,
quá mức quỷ dị, hắn không muốn cùng nàng phát sinh liên quan gì, nhưng đổi lại góc độ đến nghĩ, giao hảo đối phương giống như cũng không có chỗ xấu. Sở dĩ đáp ứng đối phương tiến vào Hồng Mông Tháp, hai nguyên nhân, một là đối phương đã biết trong cơ thể hắn tự thành thế giới, hai là hắn không sợ đối phương tiến vào Hồng Mông Tháp. Nếu như đối phương không biết thế giới trong Hồng Mông Tháp, hắn tuyệt đối sẽ không bạo lộ, nhưng vấn đề là, đối phương biết rõ thế giới trong Hồng Mông Tháp, đã như vậy, cho đối phương vào xem cũng không có vấn đề gì, dù sao tầng thứ hai tầng thứ ba, trừ khi là hắn dẫn đầu, bằng không thì nàng ngay cả cửa cũng tìm không thấy. Còn có một điểm cuối cùng, đó chính là hắn có lòng tin với Hồng Mông Tháp. Nữ nhân này xác thực thần bí, cũng rất mạnh, nhưng nàng còn thần bí, còn mạnh hơn Hồng Mông Tháp sao? Nàng đi vào Hồng Mông Tháp có thể đùa nghịch bịp bợm sao? Khẳng định là không được. Bất quá sự tình lần này cũng làm cho Dương Diệp biết rõ, về sau phải càng thêm cẩn thận. Thế giới rất lớn, vô số kỳ nhân, không cẩn thận sẽ giống như bây giờ, Hồng Mông Tháp bại lộ. Trong tràng, nghe Dương Diệp nói, trên mặt Tiểu Thiên lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó nàng hóa thành một đạo bạch quang tuôn vào trước ngực Dương Diệp. Nhưng, bành, nàng vừa tiếp xúc đến trước ngực Dương Diệp, liền bị bắn trở về. Dương Diệp sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hồng Mông Tháp phi không cho Tiểu Thiên đi vào, đây là vì cái gì? Hồng Mông Tháp kiêng kỵ Tiểu Thiên, không có khả năng, nếu như vậy, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ báo động trước cho hắn. Vì cái gì không cho ta đi vào? Tiểu Thiên nhìn qua, trong mắt mang theo một tia khó hiểu. Nó có khả năng bài xích ngươi. Dương Diệp nói. Vì cái gì? Tiểu Thiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng muốn biết. Vậy ngươi có biện pháp để nó không bài xích ta không? Tiểu Thiên đi đến trước mặt Dương Diệp, nói khẽ. Làm ơn đi, ta muốn nhìn một chút. Cái này. Dương Diệp có chút khó xử. Hắn biết rõ Hồng Mông Tháp không cho Tiểu Thiên đi vào, nhất định là có nguyên nhân, dù sao Hồng Mông Tháp sẽ không hại hắn. Thế nhưng lúc trước hắn đã đáp ứng đối phương, cho đối phương vào xem, hiện tại nuốt lời, giống như có chút không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp nói. Ta cầu thông thoáng một phát, nếu như nó không muốn, ta cũng không có biện pháp rồi. Được. Tiểu Thiên vội vàng gật đầu. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Qua hồi lâu hắn mở mắt, sau đó nói. Ngươi thử xem. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang tuôn tới. Lúc này đây, Hồng Mông Tháp không có ngăn cản nàng, Tiểu Thiên trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể. Trong thế giới tầng thứ nhất, Tiểu Thiên không ngừng đánh giá bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò, còn có hưng phấn, khẩn trương. Nhìn hồi lâu, nàng đột nhiên hưng phấn nói. Không có giết chóc, không có chiến tranh, không có tranh đấu, không có thiên đạo, yên tĩnh, hết thảy đều là mỹ hảo, thật tốt quá. Về sau ta muốn ở chỗ này, ở đây về sau kêu Tiểu Thiên Đại Lục A. Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.